Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1841, câu lạc bộ Hồng Kỳ 5. Saddam nói, Sarah đã từ chức khỏi công ty Inder rồi, cô ta hiện tại đã trở thành trợ lý chuyên trách của tôi. Trương đại quan nhân thầm than trong lòng, Saddam này chính là một lão sắc quỷ chân chính, chắc Sarah đi theo bên cạnh hắn, 89 phần 10 là lén phén với thằng ôn này rồi. Sarah ở bên cạnh nói, Trương Dương, anh tới Tân Hải rồi à? Được rồi, đoàn thương mậu của chúng tôi có thể sửa đổi hành trình, không đi Nam Tích nữa. Trực tiếp tới Tân Hải. Trương đại quan nhân vội vàng lắc đầu, Sarah, chúng ta đừng như vậy mà, loại chuyện người nhà đào góc tường của nhau chúng tôi không thể làm được. Thể chế của quốc gia chúng ta tuy rằng bất đồng, nhưng người trong thể chế như chúng ta nên công và tư rõ ràng, cô nói xem đúng không? Saddam cười nói, tôi đồng ý. Sarah, lần này sau khi tới Nam Tích khảo sát, không ngại thì lại tới Tân Hải xem thử, có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trương Dương nói, Saddam tiên sinh, có chuyện tôi muốn thương lượng riêng với anh một chút. Saddam đi chậm lại, Trương Dương nói chuyện muốn nhờ hắn hỗ trợ đưa Tần Manh Manh về nước Mỹ. Saddam vốn cho rằng Trương Dương là tìm hắn hỗ trợ dẫn người nhập cư trái phép, sau khi Trương Dương nói xong mới biết thì ra Tần Manh Manh là công dân Bahamas. Hắn gật đầu, việc này dễ thôi. Khi tôi đi thì mang cô ta đi cùng là được. Trương Dương nói, còn phải phiền anh một chuyện, tốt nhất anh trực tiếp tới Đại sứ quán Bahamas nhận người. Saddam đáp ứng ngay. Sau khi chuyện này được giải quyết, tảng đá trong lòng Trương Dương cũng coi như được bỏ xuống. Quan hệ học là khá quan trọng, thông qua vài lần tiếp xúc với Saddam, Trương Dương phát hiện, quan hệ học không chỉ áp dụng ở trong nước, cũng đồng dạng có thể áp dụng với người nước ngoài. Saddam tận tâm hết sức giúp Trương Dương, đương nhiên không chỉ là vì tình bạn của bọn họ, cũng không phải là bởi vì Trương Dương đã cứu tính mạng của hắn, chủ yếu là bởi vì hắn có nhược điểm bị Trương Dương nắm ở trong tay, chỉ cần Trương Dương không vui, tùy thời cũng có thể khiến hắn thân bại danh liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiết lão không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, dựa theo ý tứ của ông ta, nếu đã về hưu thì phải làm thật nhỏ nhẹ. Nhưng Tiết Thế Luân kiên trì chuẩn bị tiệc thọ lớn cho cha, lý do là chúc mừng cha đã chiến thắng bệnh nan y, trọng hoạch tân sinh, Tiết lão nghĩ hắn cũng là vì hiếu thảo, chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Nhưng ông ta lại cường điệu, thọ yến có thể làm, nhưng đừng quá mức phô trương, làm mấy bàn cơm, mọi người tụ tập là được. Trên quan trường thường gặp nhất chính là người vừa đi thì cha liền lạnh, Tiết lão cũng không muốn ở lúc tuổi già phải nếm lại hương vị nhân tình ấm lạnh, bảo Tiết Thế Luân chỉ mời bạn tốt chí thân thôi. Bí thư thị ủy Bắc Cảng hạng thành chính là tân khách được Tiết lão điểm danh mời, thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn tuy rằng không nằm trong danh sách mời của Tiết lão, nhưng hắn cũng đi theo. Hạng thành và Cung Hoàn Sơn đồng thời xuất hiện ở ban chú kinh Bắc Cảng vẫn là lần đầu tiên. Chủ nhiệm ban chú kinh Hoắc Vân Châu biểu hiện ra vẻ khá coi trọng đối với việc này, tự mình đi tới sân bay đón hai vị lão đạo cao nhất Bắc Cảng. Trên đường về, hạng thành nói, tiểu Hoắc, đã thông chi cho Trương Dương chưa? Hoắc Vân Châu cười cười hồi đáp, ngày hôm qua tôi đã thông chi rồi, hắn buổi tối sẽ tới đây ăn cơm. Cung Hoàn Sơn ở bên cạnh tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng khó hiểu, hắn thật sự không rõ, hạng thành nếu đa không thích Trương Dương thì vì sao chuyện thứ nhất tới kinh thành là muốn gặp mặt hắn. Hạng thành tựa hồ nhìn ra mê hoặc trong lòng Cung Hoàn Sơn, mỉm cười nói, Tiết lão mời Trương Dương làm lão sư thư pháp cho ông ấy, tôi đã tìm được một mặt quà tốt, để Trương Dương để chữ cho tôi. Cung Hoàn Sơn nói, thư pháp của hắn thật giỏi vậy ư? Hạng thành nói, rất giỏi, Thiên Chỉ tiên sinh lúc sinh tiền tự mình từng chỉ điểm hắn, đối với hắn cũng có chút thưởng thức, cuối cùng còn muốn tặng Hương Sơn trạch viện của mình cho hắn. Hoắc Vân Châu nói, tòa trạch viện đó nghe nói giá trị ngàn vạn, Thiên Chỉ tiên sinh đối với bí thư Trương thật đúng là khẳng khái. Hạng thành cười nói, hắn thiếu tiền chắc, vợ chưa cưới của hắn là Sở Yên Nhiên là tổng tài của tập đoàn tài chính Benin. Nghe nói có giá trị hơn $100 triệu. Cung Hoàn Sơn cảm thán nói, Trương Dương đúng là tốt số. Hạng thành nói, vận mệnh của mỗi người đều khác nhau, người khác tốt số, anh có hâm mộ cũng không được. Cung Hoàn Sơn cười nói, tôi không phải là hâm mộ, tôi chỉ cảm khái vài câu thôi. Trương Dương quả nhiên tới ban chú kinh Bắc Cảng đúng giờ, tới cửa lớn thì thấy Hồng Thi Kiều ở đó chờ hắn, Hồng Thi Kiều thủy chung thấy có lỗi với Trương Dương, dù sao lúc trước cũng từng hãm hại hắn. Tuy rằng Trương Dương đại nhân không thù dai, nhưng Hồng Thi Kiều vẫn chột dạ, nếu không phải Hoắc Vân Châu phái cô ta tới nghênh đón Trương Dương thì cô ta khẳng định sẽ lựa chọn lảng tránh. Trương Dương cười nói, tiểu Hồng à,
bí thư Hạng đã đến chứ? Biểu hiện của hắn đối với Hồng Thi Kiều là khá thản nhiên. Hồng Thi Kiều nói, đến rồi, đang cùng nói chuyện phiếm với thị trưởng cung. Cô ta dẫn đường cho Trương Dương, dẫn hắn tới phòng của Hạng Thành, cửa phòng mở, từ bên ngoài có thể nghe được tiếng cười của Hạng Thành, xem ra tâm tình của Hạng Thành hôm nay không tồi. Trương đại quan nhân tới ngoài cửa, vừa hay Hoắc Vân Châu từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trương Dương, Hoắc Vân Châu cười nói, bí thư Trương, bí thư Hạng và thị trưởng cung đều đang đợi anh đấy, anh đi vào nói chuyện với hai vị lãnh đạo đi, tôi xuống chuẩn bị một chút. Hồng Thi Kiều đi theo Hoắc Vân Châu. Trương Dương đi vào trong phòng, Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn đều mặt mày tươi cười. Trương Dương cười ha ha, nói, hai vị đại nhân tán gẫu gì mà cao hứng thế, hy vọng tôi không làm phiền hai vị. Hạng Thành cười nói, đâu có, chúng tôi đang nói về chuyện năm đó tôi và Tiết Lão quen nhau. Trương Dương nói, vậy tôi đã tới chậm rồi, bí thư Hạng kể lại đi. Hạng Thành nói, cũng không có gì đáng nói cả, y mời Trương Dương ngồi xuống. Trà đã được pha, Trương Dương cầm một cái chén, tự rót cho mình. Hạng Thành tiếp tục đề tài vừa rồi, vào cái năm đặc thù đó, Tiết Lão phải chịu rất nhiều đãi ngộ không công bình, có điều khí khái của lão nhân ra người khiến cho người ta phải khâm phục. Bất kể ở trong nghịch cảnh như thế nào, đều kiên trì tín niệm của mình, chưa bao giờ lộ ra nửa phần thoái chí. Lão gia tử trời xanh tính tình lạc quan, ông ta cho rằng trường hạo kiếp này chắc chắn sẽ qua, đảng của chúng ta tất nhiên sẽ dẫn dắt chúng ta đi ra khỏi bóng tối ngắn ngủi, nghênh đón ánh sáng. Y uống ngụm trà, nói với Trương Dương à, cậu và Tiết Lão kết duyên nhờ chữ, lần này có phải lại muốn tặng cho Tiết Lão một bức tranh chữ hay không? Trương đại quan nhân cười nhạt. Hạng Thành hiển nhiên là không biết nội tình, mình và Tiết Lão không phải là kết duyên nhờ chữ, mà là kết duyên vì bệnh, lần này hắn cũng không định tặng Tiết Lão tác phẩm thư pháp gì cả, mà là tặng cho Tiết Lão sức khỏe, trên đời này không có lễ vật gì chân quý hơn sức khỏe. Trương Dương nói, Tiết Lão có nhiều sở thích lắm, có điều tôi thấy gần đây ông ta thích nhiếp ảnh hơn thư pháp. Hạng Thành nói đến thư pháp, tôi còn có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Chương 1842, Tiếu Lý Tàng Đao 1. Trương Dương nói, bí thư Hạng, ngài là lãnh đạo của tôi, ngài đối với tôi không cần nhờ vả gì cả, trực tiếp ra lệnh là được rồi, tôi khẳng định sẽ phục tùng mệnh lệnh ngươi của ngài. Hạng Thành nghe hắn đáp ứng sảng khoái như vậy thì cũng có chút cao hứng, đứng dậy đi lấy mặt quạt đã chuẩn bị trước. Trương Dương cầm lấy mặt quạt, liền thấy bên trên vẽ một bức mặc trúc đồ, tạo nghệ của Trương đại quan nhân trên hội họa tuy rằng không sâu, nhưng nhãn lực thì vẫn có, vừa nhìn đã biết đây tất nhiên là tác phẩm của đại gia, mặt quạt không có lạc khoản, chỉ có một con dấu thanh trúc ông. Hạng Thành nói, vị thanh trúc ông này là viện trưởng Hứa Lạp Ông của Viện Quốc họa Bắc Cảng, thi họa của hắn là song tuyệt, sở trường vẽ trúc, nhưng người làm nghệ thuật cũng có chút cổ quái, hắn cho rằng tạo nghệ của mình trên thư pháp còn xa mới bằng hội họa, cho nên hiện tại trên họa tác không để lạc khoản, chỉ đóng dấu chồng, bức tranh mặc trúc này vẽ rất đẹp. Nhưng mặt trái vẫn thiếu chữ, tất nhiên không thể được tính là tác phẩm hoàn mỹ, cho nên tôi muốn nhờ anh giúp để một bài thơ ở mặt sau, bức trúc thạch của Trịnh Bản Kiều. Trương đại quan nhân nghĩ thầm anh thực là tục quá, thơ của Trịnh Bản Kiều bị viết mãi rồi, chẳng gì ngoài giảo định thanh sơn bất phóng tùng, lập căn nguyên tại phá nham trung. Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, nhầm nhĩ đông tây nam bắc phong. Trương đại quan nhân lúc trước đã viết rồi, hơn nữa trước đó hắn cũng nhìn thấy Trần Sùng Sơn đã viết. Có điều cùng một bài thơ nhưng ở trên người khác nhau luôn có cảm giác bất đồng, bài thơ này dùng ở trên người Trần Sùng Sơn thì có thể thể hiện ra khí khái của ông ta, mà Hạng Thành, bài thơ này, nếu dùng trên người y thì chỉ có thể biểu hiện ra sự dai dẳng cắn chặt Tiết Lão không buông của y. Trương Dương tuy rằng trong lòng xem thường Hạng Thành, nhưng vẫn đáp ứng khoái trá, thừa dịp đồ ăn vẫn chưa chuẩn bị xong, Trương Dương xin giấy và bút mực, ở trước mặt Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn rất nhanh viết xong bài trúc thạch. Cảnh giới của Trương đại quan nhân trên thư pháp sớm đã đạt đến trình độ, hạ bút thành văn, chữ nào cũng là châu ngọc, Cung Hoàn Sơn và Hạng Thành trên thư pháp đều là người thường, tuy rằng như vậy, bọn họ cũng có thể nhìn ra một số náo nhiệt, chữ của Trương Dương thực sự là quá đẹp. Cung Hoàn Sơn chậc chậc khen, Trương Dương, tôi trước đây chỉ được nghe nói. Lần này mới tính là chính mắt nhìn thấy. Trương Dương nói, trình độ của tôi miễn cưỡng lừa đảo người ta thì được. Nếu thật sự gặp phải đại gia thì đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Một câu khiến Cung Hoàn Sơn vẻ mặt đỏ bừng, thằng ôn này quả thực là ác miệng. Trương Dương nói, thị trưởng cung lần này chuẩn bị lễ vật gì cho Tiết Lão? Có thể để tôi đại khai nhãn giới hay không? Cung Hoàn Sơn ậm ừ một tiếng, nhưng không nói gì,
thật ra hắn lần này chuẩn bị một khối Thọ Sơn Thạch Ấn, đặc biệt tìm cao thủ khác giấu khác cho Tiết lão. Trừ Hạng Thành ra, những người khác không biết, Cung Hoàn Sơn đương nhiên sẽ không nói với Trương Dương. Hắn cười nói, tôi cũng chỉ là tới góp vui thôi, tặng một tiếng chúc phúc. Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, còn con mẹ nó đúng là tự rát vàng lên mặt, Tiết lão cần mày tới góp vui à? Lúc này Hồng Thi Kiều tới mời bọn họ đi ăn cơm, mấy người đi ra cửa. Di động của Trương Dương vang lên, hắn cầm điện thoại, lại là La Tuệ Ninh gọi tới, bà ta trong điện thoại nói cho Trương Dương một tin tức, Hà Trường An đã mất tích rồi, giữa ban ngày ban mặt, có người giám thị mà không ngờ lại mất tích. Trương Dương đầu tiên nghĩ đến là Hà Trường An có thể đã gặp bất trắc, hắn đi chậm lại, tụt sau mọi người, tới chỗ vắng, nói khẽ, mẹ nuôi, hắn có phải gặp phiền toái hay không? La Tuệ Ninh nói, không giống, cùng mất tích với hắn còn có tên cảnh sát phụ trách trông coi hắn kia, căn cứ vào tình huống hiện tại mà phán đoán thì hắn hẳn là đã thuyết phục được tên cảnh sát đó, nếu không có nhân viên bên trong tiếp tay. Hắn không thể rời khỏi được bệnh viện Bích Thủy Đàm. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, nếu Hà Trường An thực sự bình an rời khỏi thì cũng là một chuyện tốt. Với sự già dặn của Hà Trường An, thuyết phục một gã cảnh sát cũng không phải là việc khó gì, chỉ mong hắn lần này có thể thành công thoát vây. Trương Dương vẫn lo lắng cho Tần Manh Manh. Hắn bảo La Tuệ Ninh hỗ trợ đưa Tần Manh Manh tới đoàn viếng thăm của Saddam, an bài cho Tần Manh Manh mau ly khai khỏi nước. La Tuệ Ninh biết Trương Dương đã thuyết phục được Saddam thì cũng không thể không cảm thán năng lực của đứa con nuôi này càng lúc càng lớn, tuy rằng bà ta đưa Tần Manh Manh tới đại sứ quán Bahamas, nhưng cũng chỉ là kế quyền nghi, không phải là phương pháp ổn thỏa đưa Tần Manh Manh ra khỏi nước. Hiện tại có thống đốc bang New York Saddam giúp, Tần Manh Manh bình an rời đi tất nhiên không tồn tại bất kỳ phiền toái gì. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, con nhớ kỹ một chuyện, nhất định đừng để người khác hoài nghi con có liên quan tới chuyện này. Sự quan tâm của La Tuệ Ninh khiến Trương Dương cảm động, trong chuyện Tần Manh Manh hắn vẫn luôn gạt La Tuệ Ninh, đương nhiên không phải hắn cố ý muốn giấu, mà là bất đắc dĩ phải làm vậy. Nếu La Tuệ Ninh biết Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh, không biết trong lòng sẽ nghĩ gì. Trương Dương tới trong phòng, mấy người Hạng Thành đều đã ngồi xuống, Hạng Thành cười nói, Trương Dương, cậu đúng là bận quá, nghe một cú điện thoại mà mất cả nửa ngày, có phải nên phạt rượu hay không? Trương Dương nói, các vị đại nhân thứ tội, vừa rồi mẹ nuôi gọi điện, giáo huấn tôi vài câu. Hạng Thành cười nói, văn phu nhân thật sự là rất tốt với cậu. Sau khi mấy người ngồi xuống, Hồng Thi Kiều đứng dậy đi rót rượu, nhiều đại lãnh đạo ở đây như vậy, vốn là không có vị trí của cô ta. Nhưng Hoắc Vân Châu kiên chỉ bảo cô ta tới đây tiếp rượu, Hồng Thi Kiều cũng chỉ có thể làm theo. Trương Dương lúc mới tới Tân Hải, bởi vì trận phong ba do Hồng Thi Kiều tạo nên đều được mọi người biết đến, có điều Hồng Trường Thanh tính toán đủ đường, sau cùng âm mưu của cô ta vẫn bị Trương Dương phá vỡ, đến bây giờ rất nhiều người vẫn không rõ, vì sao Hồng Trường Thanh cuối cùng lại không đánh mà tự khai. Hồng Thi Kiều là nhân viên công tác của Ban Chú Kinh Bắc Cảng, là trợ lý của Hoắc Vân Châu. Ngoài mặt nhìn thì cô ta không có gì quá đặc biệt, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa một số huyền cơ, Hoắc Vân Châu an bài chuyện này sau lưng còn có thị trưởng Cung Hoàn Sơn đẩy tay, Cung Hoàn Sơn an bài Hồng Thi Kiều ở đây, là muốn để Trương Dương cảm thấy xấu hổ. Nhưng hiện thực lại khiến Cung Hoàn Sơn có chút thất vọng, Trương Dương ở trước mặt Hồng Thi Kiều vẫn biểu hiện rất thản nhiên, nhìn ra được Hồng Thi Kiều lúc ban đầu có chút mất tự nhiên, nhưng không lâu sau liền khắc phục được chướng ngại tâm lý. Phải nói Hồng Thi Kiều ở phương diện quan hệ xã hội rất có thiên phú. Giữa cô ta và Trương Dương trao đổi cũng rất bình thường, không xuất hiện trường hợp xấu hổ mà Cung Hoàn Sơn chờ mong. Hoắc Vân Châu kính rượu Hạng Thành, bí thư Hạng, chén rượu này tôi kính ngài. Hạng Thành mỉm cười nói, tôi đặc biệt sợ người khác kính rượu tôi, một là tôi không thể uống, hai là sợ uống sai tôi thì lắm lời. Hạng Thành chỉ có sau khi rời khỏi Bắc Cảng mới biểu hiện ra được vẻ hài hước. Hoắc Vân Châu cười nói, vẫn là bí thư Hạng hiểu tôi, thật ra tôi hôm nay kính bí thư Hạng rượu này là có việc muốn nhờ. Hạng Thành nói đi, trước mặt thị trưởng Cung và Trương Dương, nếu không trái với nguyên tắc thì tôi sẽ giải quyết cho cô ngay, nhưng nếu trái với nguyên tắc thì tôi cũng không thể làm được. Hoắc Vân Châu nói, bí thư Hạng, tôi đã công tác 5 năm ở Ban Chú Kinh rồi. Hạng Thành gật đầu, hắn biết Hoắc Vân Châu lúc trước đến Ban Chú Kinh cũng tiêu phí một phen tâm tư. Chủ yếu là bởi vì con gái cô ta muốn thi vào Học viện Âm nhạc Trung Hoa, cho nên cô ta lúc trước yêu cầu tới Ban Chú Kinh cũng được cho là công tư trọn vẹn đôi đường. Hiện giờ con gái của Hoắc Vân Châu không trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Trung Hoa, mà đỗ vào Học viện Nghệ thuật Đông Giang, cho nên kinh thành tất nhiên đã không còn sức hấp dẫn như lúc trước đối với cô ta.
Hoắc Vân Châu còn chưa nói hết thì Hạng Thành đã nhìn thấu tâm tư của cô ta, Hoắc Vân Châu nói, tôi gần đây có một cơ hội, được điều đến Đông Giang công tác, cho nên. Cung Hoàn Sơn nói, đồng chí Vân Châu, thật ra cơ hội phát triển ở Đông Giang chưa chắc đã nhiều như Kinh Thành, cô trong lúc công tác ở Ban Chú Kinh luôn rất xuất sắc. Ngộ tính của Cung Hoàn Sơn so với Hạng Thành thì rốt cuộc vẫn còn kém hơn một chút. Hạng Thành nói, con người ta luôn hướng tới chỗ cao, Tiểu Hoắc mặc dù ở Kinh Thành, nhưng xét đến cùng vẫn là cán bộ của Bắc Cảng chúng ta, làm ở Ban Chú Kinh lâu như vậy rồi, cũng đã lập được công lao hãn mã cho sự phát triển của Ban Chú Kinh Bắc Cảng, hiện giờ có lựa chọn tốt hơn, chúng ta đương nhiên không thể chế tạo chướng ngại, Tiểu Hoắc à, tâm tư của cô tôi hiểu. Tới Đông Giang đi, tôi đồng ý. Hoắc Vân Châu thấy Hạng Thành đáp ứng thống khoái như vậy thì không khỏi mừng rỡ, cảm ơn bí thư Hạng. Hạng Thành mỉm cười nói, cô đừng cám tạ tôi đáp ứng thả cô đi, không phải là không có điều kiện, cô đi rồi, công tác của Ban Chú Kinh Bắc Cảng sẽ ra sao? Chương 1843, Thiếu Lý Tàng Đao 2. Hoắc Vân Châu cũng là người cực kỳ có tầm mắt, bí thư Hạng, ngài cứ yên tâm, công tác của Ban Chú Kinh trước khi chưa hoàn thành giao nhận thì tôi sẽ không đi, tôi hiện tại nói với bí thư Hạng chính là muốn ngài có đủ thời gian để tìm một nhân tuyển tiếp nhận tốt. Hạng Thành nói, muốn tìm một cán bộ có kinh nghiệm có năng lực như cô nào có dễ. Cung Hoàn Sơn nói, lời này của bí thư Hạng tôi không ủng hộ, trước mắt chúng ta có một người đây, Trương Dương trước đây không phải đã làm công tác của Ban Chú Kinh ư. Hơn nữa còn làm rất tốt. Trương Đại Quan Nhân trong lòng mắng thầm, Cung Hoàn Sơn à Cung Hoàn Sơn, lão tử hiện tại là bí thư thị ủy Tân Hải, mày không ngờ đề nghị để tao tới làm chủ nhiệm Ban Chú Kinh, đây căn bản chính là bôi nhọ thân phận của lão tử. Thật ra Trương Dương hiện tại vẫn là cán bộ cấp sử, hắn so với Hoắc Vân Châu thực sự là cũng không cao hơn là bao, nhưng Trương Đại Quan Nhân hiện tại tốt xấu gì cũng là chư hầu một phương, quyền lực và sức ảnh hưởng đã sớm vượt qua Hoắc Vân Châu vô số lần. Đương nhiên Cung Hoàn Sơn chỉ nói thôi, hắn cũng hiểu rõ điều Trương Dương tới trong kinh thành đảm đương chủ nhiệm Ban Chú Kinh là không thể, cho dù là hắn rất muốn, nhưng hắn không có năng lực đó, và chỉ sợ Hạng Thành cũng không có. Hạng Thành xử lý việc này rất già dặn, Trương Dương quả thực có năng lực này, nhưng tôi nếu phái anh ta đến đây, Tân Hải sẽ do ai quản? Khu bảo lưu thuế nhập khẩu sẽ ra sao? Thép tốt phải dùng ở lưỡi đao. Cung Hoàn Sơn cười nói, bí thư Hạng, tôi cũng không phải là muốn điều Trương Dương tới kinh thành, hắn có nguyện ý thì tôi cũng không muốn. Hoắc Vân Châu nói đỡ, bí thư Trương là đại tài, trăm ngàn lần không thể dùng vào việc vặt, đến Ban Chú Kinh thì hắn sẽ không thi triển được. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Hoắc nói như vậy là không đúng, những cán bộ đảng viên như chúng ta, nên đi đâu thì cần phải đi đó, phải có tinh thần đinh ốc, vặn chỗ nào thì chui vào đó. Chỉ cần lãnh đạo cần, đừng nói bảo tôi làm chủ nhiệm Ban Chú Kinh, cho dù bảo tôi làm thị trưởng thì tôi cũng phải cố gắng mà làm. Hạng Thành từ trong những lời đối thoại của Trương Dương và Cung Hoàn Sơn đã nghe ra bọn họ bắt đầu tràn ngập mùi thuốc úng, y mỉm cười nói, ai chẳng biết anh gan lớn, đừng nói cho anh làm thị trưởng. Cho dù cho anh làm vị trí của tôi thì anh cũng gánh vác được. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói tội quá, bí thư Hạng, lời này của ngài là đang nói móc tôi. Hạng Thành cười nói, không phải nói móc anh, là nói thật, sớm muộn gì thì cũng là người tuổi trẻ này các anh làm đương ra thôi. Khi Hạng Thành nói lời này tâm tình không ngờ vô cùng bình tĩnh, y ý thức được mình đang nói một sự thật mà y đã nhận rõ, y già rồi, không đến một năm thời gian nữa. Y sẽ dần dần rời khỏi sân khấu chính trị, quang mang trên người y là cái chức bí thư thị ủy thành phố Bắc Cảng này mang tới, ngày y cởi cái áo ngoài rực rỡ này xuống, quang mang trên người y cũng sẽ tắt vào ngày đó, sau cùng cũng rơi vào trầm tịch. Ai rồi cũng sẽ có một ngày như vậy, cho dù là Tiết lão từng oai phong một cõi, hiện giờ cũng phải rời khỏi chính đàn, huống chi một bí thư thị ủy cấp thành phố như y. Khi Hạng Thành nói những lời này lại không cân nhắc tới cảm thụ của Cung Hoàn Sơn. Cung Hoàn Sơn đã không còn trẻ, tuy rằng Cung Hoàn Sơn vẫn không ngừng cố gắng vì vị trí bí thư thị ủy, nhưng càng tới gần ngày Hạng Thành về hưu, hy vọng trong lòng Cung Hoàn Sơn cũng trở nên càng lúc càng xa vời. Hắn thậm chí cảm thấy Hạng Thành đối với mình đã không còn tận lực như trước đây. Lần này hắn đi theo Hạng Thành tới mừng thọ Tiết lão, ít nhiều cũng có ý tứ cổ đâm ăn xôi, nhưng Cung Hoàn Sơn cũng không phải không có tự tôn. Hắn chỉ là chưa tới Hoàng Hà chưa nản lòng mà thôi, trong lòng hắn vẫn đang chờ đợi kỳ tích. Có lẽ chuyến đi này tới Kinh Thành, sẽ làm ảo tưởng của hắn triệt để tan biến. Có lẽ tàu xe đi đường mệt mỏi, hoặc là có lẽ gần đây áp lực trong lòng thật sự quá lớn,
Cung Hoàn Sơn rất nhanh liền có cảm giác say, đối với loại người ở vị trí của hắn mà nói. Cảm giác ngà ngà say không phải là tốt, hắn lo mình say rồi nói nhiều. Lập tức đứng dậy cáo từ. Trương Dương vốn muốn nhân cơ hội rời đi thì không ngờ tối nay Hạng Thành lại nổi hứng tâm sự. Không ngờ chủ động mời Trương Dương tới phòng của y uống trà. Quan hệ của Trương Dương và Hạng Thành trước giờ không được tốt lắm, tuy rằng bởi vì duyên cớ của Tiết Lão mà từng có thời kỳ dịu đi, nhưng thái độ của Hạng Thành đối với hắn trước giờ khi cần dẫm thì tuyệt không lưu tình. Sau khi chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu trở thành sự thật, Hạng Thành phát hiện dẫm thằng ôn này vô số lần, nhưng kết quả mỗi lần đều là tự dẫm lên chân mình, chân tay già nua của y không thể chịu nổi giày vò nữa rồi. Kết quả là Hạng Thành bắt đầu mở một con mắt nhắm một con mắt với Trương Dương. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, Tường An vô sự là tốt rồi. Nhưng theo sự có mặt của Cung Kỳ Vĩ, Hạng Thành minh bạch, xét đến cùng vẫn là Tỉnh Lý không cho mình được an bình. Trương Dương cùng Hạng Thành tới phòng của y, Hoắc Vân Châu không đi cùng, có điều Hồng Thi Kiều thì có, cô ta biết một ít trà nghệ, lâm thời đảm đương trà nghệ sư cho hai người. Pha một bình Phượng Hoàng Đan Tung cho họ. Trương Dương lần đầu tiên uống loại trà này cũng là Khư Phượng Tiên tặng cho, Hạng Thành bình thường uống trà xanh quen rồi, lần đầu tiên được uống loại trà này, nhấp một ngụm rồi nói, trà ô long à. Hồng Thi Kiều cười nói, bí thư Hạng thật là lợi hại. Trương đại quan nhân khóe môi lộ ra một nụ cười, nữ nhân khen nam nhân lợi hại thông thường chỉ có một phương diện. Hồng Thi Kiều nhìn thấy ý cười của Trương Dương thì lập tức mặt hơi đỏ lên, nói khẽ, là trà ô long, bí thư Trương uống bao giờ chưa? Trương Dương nói, tôi đã uống qua vài lần, nói chính xác thì nên là Phượng Hoàng Đơn Tung, một loại của trà ô long, bởi vì sinh trưởng ở núi Phượng Hoàng lĩnh Nam cho nên mới có tên này. Cây trà đều sinh trưởng ở vùng núi có độ cao hơn mặt nước biển ngàn mét, quanh năm mây mù bao quanh, không khí ẩm ướt, nhiệt độ chênh lệch rất lớn, hiện có cây trà Đơn Tung chắc chỉ còn là hơn 3.000 cây, tuổi của cây đều hơn trăm. Hồng Thi Kiều mắt đẹp tròn xoe, lộ ra vẻ ngạc nhiên, người thực sự lợi hại là Trương Dương, không ngờ hắn cũng rất có nghiên cứu về trà. Hạng Thành nói, xem ra người thực sự lợi hại là Trương Dương rồi, tôi chỉ nhận ra là trà ô long, hắn lại có thể biết được cả nơi sản xuất. Trương đại quan nhân cười nói, không phải tôi lợi hại hơn so với ngài, chỉ là vì thị lực của tôi tốt hơn ngài, tôi nhìn thấy ghi chú trên hộp trà. Nghe hắn nói như vậy, Hạng Thành và Hồng Thi Kiều đều bật cười, Hạng Thành nói, đầu cơ trục lợi, tôi thiếu chút nữa bị cậu hồ lộng. Hồng Thi Kiều nói, tuy rằng bên trên có bốn chữ Phượng Hoàng Đan Tung, nhưng lời giới thiệu lại không rõ ràng như vậy, bí thư Trương khẳng định từng nghiên cứu về loại trà này. Trương Dương nói, tôi cũng là nghe người ta nói thôi. Có điều tôi quen đem tri thức của người khác biến thành tri thức của mình, lần này không chừng vi phạm bản quyền rồi. Hồng Thi Kiều cười một tiếng, nói khẽ, bí thư Trương, tôi đã an bài phòng cho ngài ở bên cạnh, thẻ phòng đây. Trương Dương cầm thẻ phòng, Hồng Thi Kiều đứng dậy cáo từ, nhiệm vụ của cô ta là pha trà, chứ không phải là tiếp hai vị lãnh đạo nói chuyện phiếm, có trời mới biết người ta nói những chuyện cơ mật gì. Hạng Thành cầm chén trà lên uống một ngụm. Nhắm mắt lại phẩm vị trong chốc lát rồi nói, trà ngon. Trương Dương cũng uống một ngụm rồi nói, trà không tồi, đáng tiếc công phu pha trà còn kém hỏa hậu, nghệ thuật uống trà tất nhiên phải làm đủ công phu thì mới đủ hương vị. Hạng Thành mỉm cười nói, giải thích thế nào? Trương Dương nói, cái khác không nói, chỉ cần là trình tự làm việc cũng đã khiến cho người ta hoa cả mắt, nghệ thuật uống trà cần, dám thưởng hương trà, mạnh thần lâm lâm, ô long vào cung, hành y cao hướng, gió xuân ùa vào mặt. Hun tẩy tiên nhan. Cái mà tôi vừa nói là 18 trình tự cơ bản, nếu trà nghệ sư đến làm thì chỉ sợ sẽ càng thêm phức tạp hơn. Hạng Thành nghe mà trợn tròn cả mắt, chỉ cảm thấy trà uống đến miệng cũng không đặc sắc bằng những lời của Trương Dương, y nói khẽ chẳng trách Tử Viết, ba người đang đi ắt có một người là thầy ta. Trương Dương nói, bí thư Hạng, lời này tôi không ủng hộ đâu, đến loại cấp bậc như ngài, hẳn là ba người đi tất có một người là sư gia của ta. Một người trong số đó khẳng định là sư gia của ngài. Hạng Thành cười ha ha, những lời này của Trương Dương dùng rất thích hợp. Trong trí nhớ của Hạng Thành, y rất ít khi nói chuyện vui vẻ với Trương Dương như vậy, y bởi vậy cũng phát hiện bọn họ có một điểm giống nhau, đó là bọn họ đều là người mà Tiết Lão vô cùng thích và tín nhiệm, lần này cũng đều là khách quý trong ngày đại thọ của Tiết Lão. Trương Dương nhớ tới một chuyện, hắn cố ý hỏi, bí thư Hạng, tôi biết ngài lần này khẳng định sẽ đến mừng thọ Tiết Lão. Nhưng không biết là thị trưởng cung cũng đến. Chương 1844, Tiếu Lý Tàng Đao 3. Hạng Thành thản nhiên cười cười, y biết Trương Dương muốn nói gì,
Cung Hoàn Sơn và Tiết Lão quả thực không có giao tình gì, trong mắt Hạng Thành, hắn sở dĩ kiên trì cùng tới là có ý đổ một canh bạc cuối cùng. Hạng Thành có thể thông cảm tâm tình hiện tại của Cung Hoàn Sơn, Cung Hoàn Sơn đã đánh mất lòng tin, chẳng những biểu hiện ở trên chính người hắn, cũng biểu hiện trên thái độ đối với bí thư thị ủy đương nhiệm, lão đại ca của hắn là y. Hạng Thành nói, thị trưởng Cung và Tiết Lão cũng quen nhau không ít năm rồi. Y không nhiều lời, giải thích quá nhiều cũng không có nghĩa lý gì, Trương Dương tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hắn là người thông minh, có thể thấy rõ sự ảo diệu trong đó. Trương Dương nói, Tiết Lão chỉ sợ là không mời hắn tới. Hạng Thành không khỏi bật cười, người trẻ tuổi cuối cùng vẫn rất thiếu kiên nhẫn, Trương Dương thực sự là nói rất trắng trợn, nếu Cung Hoàn Sơn ở đây, nghe thấy hắn nói như vậy thì chỉ sợ sẽ tức giận mà chết. Hạng Thành không trực tiếp trả lời Trương Dương câu hỏi của vấn đề, mà là nói, Trương Dương à, có phải tức giận vì câu nói đùa vừa rồi của thị trưởng Cung hay không? Trương Dương cười nói, bí thư Hạng cho rằng tôi nhỏ nhen thế ư. Thị trưởng Cung chỉ là nói đùa thôi, cũng không phải là thật, cho dù hắn nói thật thì trước mắt ở Bắc Cảng lời nói của hắn cũng không được tính, ngài mới là người đứng đầu, ngài cũng không bảo tôi xung quân tới kinh thành, hắn việc gì mà phải gấp thế. Trương đại quan nhân trên mặt vẫn cười, nhưng có thể nói là rất khinh thường Cung Hoàn Sơn. Hạng Thành thở dài, Trương Dương, cái này tôi cũng với anh rồi, phải tôn trọng lãnh đạo, cái gì mà người đứng đầu với lại người thứ hai, mọi người đều là làm việc vì đất nước, nào có phân quý tiện sang hèn. Trương Dương nói, tôi chỉ là nói sự thật thôi, bí thư Hạng trăm ngàn lần đừng coi là thật. Hạng Thành nói, Trương Dương à, tôi sở dĩ giữ anh lại uống trà, thật ra là có lời muốn nói với anh. Trương Dương nói, bí thư Hạng, tôi nhìn ra mà, hôm nay ngài mời tôi uống rượu, lại mời tôi uống trà, ngẫm lại trước đây tôi còn thường xuyên chọc ngài mất hứng, trong lòng tôi hối hận lắm. Hạng Thành nói, anh không cần phải hối hận, chuyện trên công tác khô phép anh giữ ý kiến cá nhân, bởi vì công tác mà sinh ra tranh chấp, tôi cũng sẽ không để ở trong lòng, tôi tuy rằng không phải là quan lớn gì cả, nhưng chút lòng dạ đó thì vẫn có, nếu ngay cả công và tư tôi cũng không phân rõ ràng thì uổng cho tôi đã làm bí thư thị ủy nhiều năm như vậy. Trương Dương nói, bí thư Hạng, tôi cảm thấy hai người chúng ta có một ngăn cách lớn, tôi thừa nhận tôi làm việc hơi cấp tiến. Hạng Thành cười nói, vậy cậu chính là bức tôi thừa nhận tôi làm việc hơi bảo thủ. Trương Dương nói, bí thư Hạng, ngài nếu nói như vậy thì chính là ngài tuyệt không thừa nhận sự bảo thủ của mình, thật ra ngài đừng vội không thừa nhận, tôi cũng không cho rằng ngài bảo thủ, có thể là lý giải của chúng ta đối với sự phát triển bất đồng mà thôi. Hạng Thành nói, Trương Dương à, bất kể tôi thừa nhận hay là không thừa nhận thì tôi cũng già rồi, một người đã già, tư duy khó tránh khỏi sẽ không theo kịp thời đại, bằng không, chúng ta cũng sẽ không có chế độ về hưu. Trương Dương nói, thật ra kinh nghiệm cũng một món tài phú quý giá. Hạng Thành nói, thời đại này là thời đại biến cách, chỉ bằng vào kinh nghiệm mà làm việc thì còn lâu mới đủ, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó có một việc khiến tôi rất xúc động, tôi bắt đầu cân nhắc lại vấn đề. Tôi phát hiện mình xuất hiện một số sai lầm trong phán đoán sự phát triển của một số việc. Trương đại quan nhân có chút không tin vào tai mình, Hạng Thành có thể chủ động thừa nhận từng có sai lầm trong công tác trước mặt mình, chuyện này giống như mặt trời mọc từ hướng Tây, lãnh đạo tự phê bình, Trương Dương đương nhiên không thích hợp thêm mắm thêm muối, hắn trừng mắt nhìn, bộ dạng hồ đồ, khi cần giả bộ hồ đồ thì phải giả bộ hồ đồ. Hạng Thành chậm rãi đặt chén trà xuống, nói khẽ Trương Dương. Tôi đã chuẩn bị đề nghị tiến hành điều chỉnh ban thường ủy đương nhiệm của Bắc Cảng, cậu có đề nghị gì? Trương đại quan nhân cười nói, bí thư Hạng, tôi cũng không dám vượt quyền đâu. Hạng Thành mỉm cười nói, không gọi là vượt quyền, qua không lâu nữa chính là chức quyền sở tại, tôi định tăng thêm một ít sức sống cho ban thường ủy, nhận cán bộ tinh thần hăng hái như cậu vào ban, để tránh có người lại nói tôi bảo thủ. Trương Dương cười nói, bí thư Hạng, tôi cũng không nói ngài bảo thủ. Về phần ngài muốn đề nghị tôi tiến vào ban thường ủy thành phố, tôi cũng có chút ý kiến của mình. Hạng Thành mỉm cười gật đầu, cậu nói đi. Hôm nay Hạng Thành đặc biệt hòa ái. Trương Dương nói, thời gian tôi đến Tân Hải không lâu, chưa làm ra được chính tích nổi bật gì, hiện tại lại cho tôi vào ban thường ủy, tôi cảm thấy được quý quá mà lo. Trương đại quan nhân sâu trong lòng cũng rất muốn tiến vào ban thường ủy thành phố, nhưng hắn không ngờ người chủ động nhắc tới chuyện này là Hạng Thành. Trương Dương cũng không tin Hạng Thành sẽ tốt bụng như vậy, Hạng Thành càng cười hòa ái thì Trương đại quan nhân lại càng cảm thấy chột dạ, bí thư Hạng này liệu có phải có chủ ý xấu gì không? Hạng Thành nói, Trương Dương, cậu trước đây không phải khiêm tốn như vậy. Trương Dương cười nói, trước mặt lãnh đạo vẫn phải khiêm tốn cẩn thận, tránh kiêu tránh vội, nói thật,
tôi hiện tại khó khăn lắm mới ổn định được một ít, tỉnh táo một ít, người đâm vào lưng tôi cũng ít đi rồi, vừa hay có thể làm chút việc, nếu thật sự thành thường ủy thành phố Bắc Cảng, không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn tôi không vừa mắt. Hạng Thành nói, đừng để ý người khác nói gì, cậu trong chuyện Tân Hải bỏ huyện lập thành phố và xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã có được thành tích nổi bật. Với cá nhân tôi mà nói thì cậu đã hoàn toàn đủ tư cách để trở thành thường ủy thành phố Bắc Cảng. Trương Dương nói, cảm ơn Bí Thư Hạng đã khen tặng, nhưng lần này tôi thực sự không thể đáp ứng. Bí Thư Hạng, ngài cứ coi như là bảo vệ cán bộ trẻ tuổi như tôi đi, lần này đừng để tôi tiến vào ban thường ủy, tư vị lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió cũng không dễ chịu gì đâu. Hạng Thành không phải cam tâm tình nguyện muốn cho Trương Dương làm thường ủy, mà là thời thế bức người, để Trương Dương tiến vào thường ủy một là để giảm sóc quan hệ giữa y và thượng tầng, mà có thể tiến hành điều chỉnh ban thường ủy đương nhiệm. Kẻ phản bội như Hoàng Bộ Thành nhất quyết phải thanh trừ. Mà đưa Trương Dương tiến vào ban thường ủy đối với bản thân Trương Dương mà nói cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, có nghĩa là hắn thế tất sẽ bại lộ dưới mắt nhiều người hơn. Có nghĩa là hắn sẽ phải càng thêm ước thúc ngôn hành của bản thân. Rất nhiều lúc đặt người ta ở vị trí cáo cũng không phải là chuyện tốt, cây cao gió cả, nếu anh không có đủ năng lực kháng lạnh, như vậy kết cục của anh chỉ có hai, hoặc là chết cóng, hoặc là ngã chết, chiêu thức ấy gọi là phủng sát, ở trong quan trường cũng rất thường thấy. Biểu hiện của Hạng Thành hôm nay rất tạo cho người cảm giác gió xuân ùa vào mặt, bất kể mục đích của hắn rốt cuộc có phải hại anh hay không. Ít nhất công phu mặt ngoài vẫn làm được rất tốt. Trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không bị công phu ngoài mặt của Hạng Thành lừa gạt. Giao phong với Hạng Thành nhiều lần như vậy, hắn cũng khá hiểu Hạng Thành, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn không tin Hạng Thành sẽ đột nhiên thay đổi. Cho dù có thay đổi thì cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà là tình thế bức bách, không thể không thay đổi. Từ trong phòng Hạng Thành đi ra đã là 11 giờ tối, Trương Dương thật ra vốn không ngủ lại ban chú kinh Bắc Cảng, nhưng đã đến giờ này rồi, hắn cũng không muốn lằng nhằng nữa. Và lại ngày mai còn phải đi giúp Tiết Vĩ Đồng. Trên hành lang. Gặp Hồng Thi Kiều, Hồng Thi Kiều cười cười với Trương Dương, Bí Thư Trương còn chưa ngủ à? Trương Dương cười nói, hàn huyên với Bí Thư Hạng đến giờ mới xong. Hồng Thi Kiều nói, ngài có đói bụng không, có cần chút đồ ăn khuya hay không? Cô ta nói như vậy, Trương Dương cũng thực sự có chút đói bụng, hắn cười nói, vậy thì gọi chút gì đó đi. Hồng Thi Kiều nói, ngài về phòng trước đi, lát nữa tôi sẽ mang tới phòng ngài. Trương Dương rõ ràng có chút do dự một chút. Hồng Thi Kiều nhìn ra sự do dự của Trương Dương, mặt không khỏi lại có chút đỏ lên, cô ta đương nhiên minh bạch Trương Dương đang do dự gì, dù sao trước đó mình từng có lịch sử hãm hại hắn, người ta có tâm lý đề phòng cũng là bình thường. Hồng Thi Kiều nói, hay là tôi làm xong sẽ gọi điện thoại cho ngài. Câu này đã tiết lộ là cô ta tự mình xuống bếp. Trương Đại Quan Nhân bật cười, thôi cô cứ đưa tới đi. Trương Đại Quan Nhân đối với Hồng Thi Kiều là trong lòng trong sáng. Có kinh lịch lần trước đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất từng thời từng khắc giữ chặt dây cảnh giới, tuyệt sẽ không dễ dàng mắc mưu. Trương Dương trở về phòng không lâu thì Hồng Thi Kiều bưng một bát phân thôn đến. Trương Dương ăn, Hồng Thi Kiều ở bên cạnh nhìn, chờ thu thập bát đũa. Trương Dương vừa ăn vừa nói, ban chú kinh của các cô cũng sắp thay lãnh đạo rồi. Hồng Thi Kiều nói, Bí Thư Trương, tôi cũng không muốn làm ở ban chú kinh nữa. Trương Dương ồ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Hồng Thi Kiều một cái, đã xác định đi đâu chưa? Hồng Thi Kiều nói, đang cân nhắc. Trương Dương nói, không cần cân nhắc, đến Tân Hải đi. Hồng Thi Kiều nói, tôi tới Tân Hải có thể làm gì? Chương 1845, Tiếu Lý Tàng Đao 4. Trương Dương nói, ban chiêu thương Tân Hải đang thiếu người, tôi thấy năng lực quan hệ xã hội của cô rất tốt, nếu cô nguyện ý thì tôi sẽ nói một tiếng với chủ nhiệm Kiều, để cô qua bên đó làm. Hồng Thi Kiều nghe Trương Dương nói như vậy thì trong lòng vừa áy náy vừa cảm động, cô ta mấy máy môi, cố nén nước mắt tràn mi, nói khẽ, Bí Thư Trương, tôi thủy chung cảm thấy có lỗi với ngài, lúc trước tôi. Trương Dương ăn xong vân thôn, đặt bát đũa sang một bên, cười cười ngắt lời cô ta, chuyện quá khứ đã qua rồi, đừng nhắc lại. Hồng Thi Kiều nói, áp lực công tác của tôi ở đây rất lớn, Bí Thư Trương, cảm ơn ngài đã bỏ qua hiềm xưa, cho tôi cơ hội này. Trương Dương nói, tôi giúp cô không phải là thương xót cô, cũng không phải là có mục đích gì khác, chỉ là nhìn chúng năng lực của cô, tôi cho rằng cô nên có một nơi để phát huy năng lực của mình hơn. Trương Đại Quan Nhân đối đãi với người khác rất khoan dung, rất nhiều lãnh đạo đều thiếu loại lòng dạ này của hắn. Cung Hoàn Sơn tuy rằng sáng sớm đã đi,
nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa ngủ, cái này không phải là vì lòng dạ hắn không đủ rộng lớn, đi đã lâu rồi, nhưng trong đầu Thủy Chung luôn nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại hắn và Hạng Thành đã làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, cẩn thận nhớ lại, phát hiện Hạng Thành đối đãi với mình cũng không phải là tốt như vậy, quả thực y cho mình không ít quyền lực, nhưng, cần mình ra mặt xử lý đều là một số chuyện đắc tội với người, mà Hạng Thành đa số cơ hội thu nạp lòng người đều để lại cho bản thân y. Thật ra trong Hậu Hắc Học có ghi, từ xưa đến nay, phàm là những cao thủ có thành tựu nổi bật trong đãi người và xử lý công việc, đều tinh thông trò này, giao những chuyện không hợp với lòng người cho người khác làm, còn chuyện thi ân phân huệ thì giữ lại cho mình. Cung Hoàn Sơn minh bạch mình đã từ lâu rồi đóng vai kẻ chịu tội thay người ta, mà Hạng Thành đa số thời gian đều sắm vai nhân vật thiên sứ. Hiện giờ là lúc Cung Hoàn Sơn cần y nhất, nhưng Hạng Thành lại tựa hồ bất lực đối với chuyện của hắn. Cung Hoàn Sơn rất uất hận, hắn nhớ tới tao ngộ của Hoàng Bộ Thành, chẳng lẽ bi kịch của Hoàng Bộ Thành sẽ tái diễn trên người mình. Người ta khi gặp phiền toái đầu tiên luôn tìm vấn đề từ bản thân, luôn thích đổ trách nhiệm lên người khác. Cung Hoàn Sơn khi oán thầm Hạng Thành lại không nghĩ tới, thật ra hắn cũng chính là hạng mặt dày tâm đen luôn muốn dựa hơi Hạng Thành. Khi trời còn chưa sáng, Trương Dương đã bị tiếng chuông di động đánh thức, là Lý Vĩ báo bình an với hắn, đã thành công đưa Tần Manh Manh lên chuyên cơ của Sa Đam, nói cách khác cô ta đã thoát ly khốn cảnh. Có điều Lý Vĩ đồng thời lại nói với Trương Dương rằng, buổi trưa hôm nay bảo hắn đi tới Hương Sơn, là Tuệ Ninh có chuyện quan trọng muốn bàn với hắn. Nhận cú điện thoại này của Lý Vĩ xong, Trương Dương đã không còn buồn ngủ, hắn sau khi rời giường đi rửa mặt thì Thiết Vĩ Đồng lại gọi điện thoại tới, hẹn hắn sáng nay tới Tử Kim Các ăn sáng, thuận tiện quyết định việc yến hội. Trương đại quan nhân rất là buồn bực, mắt thấy xem ngày mai chính là ngày đại thọ rồi, đến bây giờ vẫn chưa quyết định chuyện yến hội, cô em này làm việc cũng thật sự là không nghiêm túc gì cả. Trương Dương mượn xe Audi từ ban chú kinh, trực tiếp lái xe tới Tử Kim Các. Phùng Cảnh Lượng sáng sớm đã bị Thiết Vĩ Đồng gọi đến, đang ở đó kêu khổ không ngừng, không bao lâu sau, Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đều đến. Hai người cũng đều là vẻ mặt bực bội, Từ Kiến Cơ nói, Tiết gia, tôi thật sự là không chịu nổi cô, mới 5 giờ sáng đã gọi điện cho từng người một, không thể để người ta ngủ yên một giấc à. Thiết Vĩ Đồng cười nói, tôi mời các anh đi ăn sáng mà, sao mà bực vậy? Phùng Cảnh Lượng nói, Tiết gia, Tử Kim Các này của tôi chưa bao giờ bán đồ ăn sáng, cô bắt tôi phải phá lệ đó. Thiết Vĩ Đồng nói, là người của mình cả mà, nếu không phải anh là bạn của tôi thì tôi cũng không chọn chỗ anh đâu. Phùng Cảnh Lượng nói, Tiết gia, cô là bà tôi đắc tội không nổi, mời các vị ngồi, tôi lập tức đi bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Thiết Vĩ Đồng cũng không chút khách khí, đừng quá phong phú, làm khoảng 20 món là được rồi. Chu Hưng Quốc và Trương Dương nhìn nhau, hai người đều bật cười, Thiết Vĩ Đồng luôn là phong cách đó. Phùng Cảnh Lượng nói, Tiết gia, may mà tôi có đã dị tính trước rồi, vì chuyện của ông nội cô, đã ngừng buôn bán ra bên ngoài. Hắn đưa thực đơn cho Thiết Vĩ Đồng, thực đơn của Thọ Yến đây, các vị xem trước đi, xem có chỗ nào không hài lòng thì tôi lập tức sẽ sai người thay đổi. Thiết Vĩ Đồng đưa thực đơn cho Chu Hưng Quốc, đại ca, anh kiến thức rộng rãi, anh đọc đi. Chu Hưng Quốc đọc tỉ mỉ một lần, cấp bậc cao, Phùng Cảnh Lượng lần này tốn không ít máu rồi. Thiết Vĩ Đồng nói cái gì vậy, em cũng không phải không trả hắn tiền. Từ Kiến Cơ nói, em có trả tiền hắn cũng chẳng dám nhận, hắn đã nói rồi. Lúc này Phùng Cảnh Lượng vừa hay đã trở lại, trả tiền chính là chửi tôi đó, ông nội chúng ta mừng thọ, thằng cháu này nên bày mấy bàn tiệc mà. Trương Dương cười nói, vấn đề là anh có bày rượu thì Thiết Lão cũng không biết. Lần này cùng lắm anh cũng chỉ được làm anh hùng vô danh thôi. Phùng Cảnh Lượng nói, anh hùng vô danh thì anh hùng vô danh, chúng ta cứ tận hiếu tâm là được, cái khác không cần phải bận tâm. Thiết Vĩ Đồng nói, tận hiếu tâm cũng không tới lượt anh, bốn người chúng tôi mới là huynh muội kết bái. Phùng Cảnh Lượng thở dài, Thiết gia, những lời này làm tổn thương người ta quá. Trong lòng hắn cũng hiểu rất rõ, nói tới quan hệ, hắn quả thực không thân thiết bằng bốn người người ta. Tình cảm giữa người và người sâu hay cạn thực ra không phải nhìn vào thời gian quen nhau dài hay ngắn, kể ra Trương Dương còn là thông qua Phùng Cảnh Lượng dẫn kiến mới quen biết với bọn họ, nhưng hiện tại Trương Dương đã thành anh em kết nghĩa với đám người này, mình ngược lại thành một ngoại nhân, chuyện trên đời này thật sự là quá khó lường. Chu Hưng Quốc biết Thiết Vĩ Đồng nói chuyện chưa bao giờ bận tâm tới tình cảm của người khác, sợ Phùng Cảnh Lượng nghĩ nhiều, cười nói kết bái là huynh đệ, không kết bái cũng là huynh đệ, Cảnh Lượng đã có phần hiếu tâm này. Tôi thấy Vĩ Đồng cung kính không bằng tuân mệnh. Từ Kiến Cơ nói, đúng vậy.
Trương Dương nói, kể ra, tôi đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị lễ vật. Tiết Phí Nồng nói, lễ vật mà ông nội em muốn nhất chính là sức khỏe, anh bình thường nếu rảnh thì tới dạy ông phương pháp dưỡng sinh là được. Trương Đại Quan Nhân cười nói, được, lát nữa anh sẽ hỏi Tiết Lão, Nam Quyền Bắc Thoái, Võ Đang Thiếu Lâm, ông ấy thích gì thì anh sẽ dạy. Tiết Phí Nồng biết hắn đang nói đùa, cười nói, có tin ông nội em và anh một cái là bay tít mù tắp không? Mấy bọn họ ở với nhau, luôn luôn nói không hết chuyện. Phùng Cảnh Lượng sai người đưa đồ ăn sáng tới, Chu Hưng Quốc trên cơ bản đã xem thực đơn một lượt, gật đầu nói, thức ăn cho hôm ấy đủ phong phú rồi, có điều vẫn thiếu một món chính bắt mắt, một bữa tiệc rượu phải có một món ăn nêu được ý chính. Mấy người đồng thời nhìn về phía Chu Hưng Dân, Chu Hưng Quốc cười nói, tôi nhớ rõ 2 năm trước khi Kiều Lão mừng thọ. Tôi tới chúc thọ, có nếm thử một món, hương vị đó đến bây giờ vẫn không thể quên, món đó tên là Phật Nhảy Tường, mọi người đều từng nghe nói. Lúc ấy là đầu bếp Tào Lão gia tử của Kiều Lão tự tay xuống bếp làm. Tiết Phí Nồng nói, món đó không dễ làm đâu, tôi thấy hay là mời Tào Lão gia tử tới. Chu Hưng Quốc lắc đầu nói, muộn rồi, Tào Lão gia tử đã cưỡi hạc về Tây rồi. Tiết Phí Nồng oán giận nói, đại ca, anh sao cứ nói những lời thừa như vậy? Em vẫn không tin, cả cái kinh thành lớn như vậy mà không tìm được một đầu bếp biết làm Phật Nhảy Tường. Chu Hưng Quốc nói, đầu bếp biết làm Phật Nhảy Tường rất nhiều. Nhưng thực sự làm được thì chỉ có mỗi Tào Lão gia tử thôi. Từ Kiến Cơ nói, cái đó cũng chưa chắc. Hắn nhìn Trương Dương, Tam Đệ, tôi nghe nói Tào Lão gia tử đã truyền thực đơn của ông ấy cho Cố Dưỡng Dưỡng, rốt cuộc có chuyện này hay không? Trương Đại Quan Nhân chép miệng, cái đó. Tiết Phí Nồng nói, Cố Dưỡng Dưỡng biết làm Phật Nhảy Tường à? Chu Hưng Quốc cười nói, chuyện này thật ra tôi cũng nghe nói. Nghe nói Tào Lão gia tử nhận Dưỡng Dưỡng làm đóng cửa quan môn, truyền thụ tất cả sở học cả đời cho cô ta. Tiết Phí Nồng nói, thế thì dễ rồi, tôi đi tìm cô ta. Trương Đại Quan Nhân coi như là nhìn ra rồi, ba người này là luân phiên bẫy hắn, quan hệ của Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng bọn họ ai mà không hay. Chuyện Tào Tam Pháo thu Cố Dưỡng Dưỡng làm đệ tử quan môn cũng là một đoạn truyền kỳ vang dội trong ở kinh thành, Trương Dương nói thế này đi. Để tôi tìm Dưỡng Dưỡng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Dương, Tiết Phí Nồng tiến lên ôm vai hắn, Tam ca, em biết anh đặc biệt nghĩa khí mà, chú ý nhé, chuyện mời Dưỡng Dưỡng không có anh là không thể. Trương Dương đứng dậy nói, tôi đi đây, chuyện tìm Dưỡng Dưỡng cứ quyết định vậy đi. Từ Kiến Cơ nói, tôi đi với cậu, buổi sáng hôm nay tôi còn có chút việc. Hai người một trước một sau ra khỏi Tử Kim Các, Từ Kiến Cơ chỉ vào xe mình mới mua, lên xe tôi đi, tôi đưa cậu đi. Trương Dương cười nói, tôi có xe mà. Từ Kiến Cơ nói, dù sao anh cũng đi tìm Dưỡng Dưỡng, tôi vừa hay tới thôn họa sĩ đó đón người, tiện đường mà. Lát nữa còn phải quay lại. Chương 1846, có việc nhờ một. Trương Dương lên xe của hắn, gật đầu với Từ Kiến Cơ, anh biết rất rõ tình hình của Dưỡng Dưỡng nhỉ. Nhạc nói, Lão Tam, cậu cũng nhìn ra rồi đó, kỳ thực là mọi người bẫy cậu, Vĩ Nồng hỏi ông nội muốn ăn gì. Lão gia tử liền nói ra là rất muốn ăn Phật Nhảy Tường do Tào Tam Pháo làm, nhưng người ta mất mấy năm rồi, chúng tôi đi đâu mà tìm Phật Nhảy Tường chính tông đây. Vĩ Nồng hiếu thuận, nằng nặc muốn hoàn thành tâm nguyện của lão gia tử, sau khi hỏi thăm mới biết được thì ra Dưỡng Dưỡng biết làm, cô ta cảm thấy không thành vấn đề, nhưng đến chỗ Dưỡng Dưỡng thì Dưỡng Dưỡng chỉ nói chủ nghệ của mình không ra gì. Không muốn giúp, cho nên mọi người đã nghĩ tới cậu, cô ta không phải luôn gọi cậu là anh rể ư. Trương Đại Quan Nhân nói, chẳng trách ai cũng nói thương nhân giả dối, đám người các anh còn phải vòng vo với tôi làm gì, cứ nói thẳng ra cho xong. Từ Kiến Cơ nói, mọi người đều biết cậu rất yêu thương cô em vợ này, nếu muốn nhờ cô ta tới làm bếp thì không có cậu là không được. Trương Dương nói, không có hậu đạo a, lão nhị, anh càng lúc càng không có hậu đao. Đúng rồi, gần đây sao không gặp Hồng Nguyệt? Từ Kiến Cơ lộ ra vẻ mất tự nhiên, gần đây mọi người đều bận, mấy hôm rồi không gặp. Trương Dương nói, tôi nghe nói anh gần đây cũng không nhàn rỗi. Từ Kiến Cơ cười nói, nhất định là thằng tiểu tử Kiến Quốc đó nói bậy với cậu rồi, tôi thực sự không có gì, trước đó cãi nhau một trận với Hồng Nguyệt. Tôi cũng rất thích cô ta, nhưng cô ta lại cãi tôi, không thể chiều đàn bà được, anh nhờn với cô ta là cô ta nhảy lên đầu anh ngay. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cái đó cũng chưa chắc, khi nên chiều thì vẫn phải chiều, hiện tại không phải là thời cổ, không còn thịnh thành chủ nghĩa đại nam tử nữa. Từ Kiến Cơ nói, thôi cậu đừng nói tôi, ai theo chủ nghĩa đại nam tử hơn ai, đúng rồi,
tôi nghe Kiến Quốc nói cậu và Cha Vi cũng không trong sáng gì. Thằng Ôn này nói gì vậy? Nếu không phải nó là em ruột anh thì tôi tẩn cho nó một trận rồi. Trương Đại Quan Nhân căm giận phẫn nhiên. Từ Kiến Cơ cười nói, con người cậu thế nào tôi hiểu, nhưng có một số chuyện, người làm anh phải nhắc nhở cậu. Trương Dương, anh nói đi, đúng thì tôi tiếp thu, sau thì tôi coi như là gió thoảng bên tai. Từ Kiến Cơ nói, cậu đúng là không biết phục ai, thằng nhóc cậu đặc biệt đào hoa, trước đây tôi luôn coi bản thân là tình thánh, nhưng gặp cậu rồi, tôi coi như đã gặp được gặp sư phụ. Trương Dương cười nói, đừng chơi trò viên đạn bọc đường với tôi. Từ Kiến Cơ nói, huynh đệ à, gặp dịp thì chơi thì không sao, phong lưu thành tính cũng không sợ, nhưng cũng phải phân rõ đối tượng là ai, con gái đàng hoàng chúng ta không sợ, chỉ sợ người ta là danh môn khuê tú, khuê nữ nhà giàu đừng tùy tiện dính vào, trừ phi là cậu quyết tâm muốn cưới người ta làm vợ, nếu có lòng bất lương thì là chơi với lửa, có ngày bị lửa thiêu đó. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha. Từ Kiến Cơ nói, cậu đừng cười, thật đấy. Tôi phát hiện cậu đặc biệt thích dính vào khuê nữ nhà giàu, bạn hữu, cậu phải cẩn thận, vạn nhất thực sự gặp phải chuyện thì tôi không bảo vệ nổi cậu đâu. Trương Dương nói, lão nhị, lời này của anh tôi nhớ kỹ, về sau tôi sẽ tu tâm dưỡng tính, hai tai không nghe chuyện tình cảm. Cậu nếu thực sự có thể làm được thì mặt trời mọc từ hướng Tây. Trương Dương nói, nhị ca, sinh nhật Tiết lão có phải có rất nhiều nhân vật trọng yếu tới không? Từ Kiến Cơ nói, thật ra Tiết lão không muốn làm thọ yến gì cả, là chú Tiết nhất định muốn tổ chức, có điều lần này cũng không làm bao nhiêu bàn, lúc ban đầu là 30 bàn, Tiết lão làm chủ giảm đi một nửa. Trương Dương cười nói, Tiết lão không thích quá long trọng. Từ Kiến Cơ nói, đến từ Kim Các đều là khách quý được mời, về phần những tân khách khác thì an bài ở địa phương khác, tới mừng thọ, chỉ sợ ngay cả mặt thọ tinh cũng không thấy. Trương Dương bật cười ha ha. Nguyên nhân hắn bật cười là nghĩ đến cung Hoàn Sơn hao tổn tâm cơ chạy đến kinh thành để nịnh bợ Tiết lão, chỉ sợ lần này ngay cả mặt cũng không thấy. Từ Kiến Cơ đưa Trương Dương đến cửa thôn họa sĩ, nói với Trương Dương, cậu đi tìm dưỡng đi, tôi nửa giờ sau lại tới đón hai người. Trương Dương nói, việc gì mà phải mất tới nửa tiếng. Từ Kiến Cơ nói, tôi tới tìm Hồng Nguyệt. Trương Đại Quan Nhân cười nói, vốn cho rằng anh đặc biệt đưa tôi, thì ra là lấy việc công làm việc tư. Sau khi Từ Kiến Cơ rời đi, Trương Dương mới đi vào thôn họa sĩ, bên này chính là một con đường cổ, phòng cũ rất nhiều, theo năm tháng trôi qua, những kiến trúc cũ kỹ này đã được tăng thêm không ít bầu không khí văn hóa. Trương Dương lấy điện thoại cầm tay ra vốn định gọi điện thoại, nhưng trên đường thấy rất nhiều người đang hết sức chuyên chú vẽ, khiến cho Trương Đại Quan Nhân có chút không đành lòng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Thôn họa sĩ cũng không lớn, đi hơn 300 mét thì nhìn thấy một chiếc cầu đá cũ nát. Trước cầu đá có mấy người trẻ tuổi đang vẽ. Trương Dương từ trong đó tìm được Cố Dưỡng Dưỡng, cô ta đứng ở góc độ phản quang, mặc quần áo cun tác, tóc thắt đuôi ngựa, hai hàng lông mày nhíu lai, vừa nhìn cầu đá phía trước vừa vẽ loạn gì đó trên giấy. Trương Đại Quan Nhân rón ra rón rén đi tới, giống như sợ dẫm chết con kiến dưới chân, tới phía sau Cố Dưỡng Dưỡng, nhìn thấy tranh của cô ta đã hoàn thành hơn phân nửa, từ sắc thái hình ảnh và bút pháp cho thấy, công phu hội họa của cô gái nhỏ này lại có tinh tiến. Bút vẽ của Cố Dưỡng Dưỡng dừng lại, không thèm quay đầu, nói khẽ Trương Dương. Lần này đến phiên Trương Đại Quan Nhân giật mình, với bản sự của mình, Cố Dưỡng Dưỡng nên không cảm nhận được mình đến mới đúng. Nhưng lập tức lại nghe thấy Cố Dưỡng Dưỡng thở dài nói, anh có gì hay mà kiêu ngạo. Tôi đối với anh tốt như vậy, chẳng lẽ anh trước giờ không cảm thấy chút nào ư? Trương Đại Quan Nhân nghe thấy những lời này của Cố Dưỡng Dưỡng thì mới biết được cô ta căn bản không nhận ra mình đến. Có điều mình trong lúc vô ý nghe thấy những lời này của cô ta, nếu để cô ta phát hiện thì sẽ rất xấu hổ. Trương Dương đang muốn lặng lẽ tránh đi, định vòng lại đầu kia rồi đi tới, lúc này từ xa một người đi tới, hô anh Trương, đến đây lúc nào vậy? Thì ra là Giang Quang Á đi tới. Trương Đại Quan Nhân trong lòng thầm kêu hỏng rồi, thằng cha này sớm không đến, muộn không đến mà lại đến đúng lúc này. Cố Dưỡng Dưỡng nghe tiếng chào hỏi của Giang Quang Á thì mới ý thức được Trương Dương đã tới phía sau cô ta, mặt đỏ tới tận cổ, cắn cắn môi quay đầu lại, nhìn Trương Dương, nói anh đến rồi sao không lên tiếng. Trương Dương nói, tôi cũng vừa mới tới mà. Giang Quang Á lúc này đã tới bên cạnh bọn họ, cười nói, anh Trương đến từ lâu rồi à? Trương Dương nói, không, vừa tới. Cố Dưỡng Dưỡng trong lòng minh bạch, những lời vừa rồi của mình nhất định đã bị Trương Dương nghe thấy tất cả. Mặt càng đỏ hơn,
người ta khi tâm thần không yên rất dễ phạm sai lầm, bút vẽ trong tay thế nào lại vạch đúng lên bức tranh sắp hoàn thành. Giang Quang Á khinh hô một tiếng, khi Cố Dưỡng Dưỡng ý thức được thì trên tranh đã có một vệt màu đỏ. Cô ta ném bút đi, không vẽ nữa. Trương Dương cười nói, hội họa phải chú ý lòng yên tĩnh, chúng tôi thay nhau đến quấy rầy cô, không vẽ nữa cũng nên. Giang Quang Á nói, tôi chỉ là tới đây chào hỏi thôi, hai người nói chuyện đi, tôi phải đi vẽ vật thực, đã đáp ứng hứa Di tặng cô ta một bức tranh phong cảnh, hai người nói chuyện đi nhé. Hắn vẫy vẫy tay rồi bỏ đi. Cố Dưỡng Dưỡng cất dụng cụ vẽ tranh đi, nói với Trương Dương, anh tìm em có chuyện gì? Trương Dương giúp cô ta cầm dụng cụ vẽ tranh, chuyện này, nói ra thì dài lắm. Cố Dưỡng Dưỡng không nhịn được cười nói, đừng thừa nước đục thả câu, anh nếu thừa nước đục thả câu thì chuyện gì em cũng sẽ không đáp ứng anh. Nói xong mặt cô ta lại đỏ, lời nói của mình đầy sơ suất. Trương Dương nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Cố Dưỡng Dưỡng, trong lòng không khỏi rung động, lời này của cô em vợ có ý gì? Chẳng lẽ nói anh không thừa nước đục thả câu, cứ nói thẳng ra thì em chuyện gì cũng sẽ đáp ứng anh. Trương đại quan nhân lập tức bởi vì sự tà ác của mình mà tự khinh bỉ mình, đương nhiên khinh bỉ mình thì phải để sâu trong lòng. So sánh với tên giảo hoạt đã lăn lộn mấy năm trong quan trường như Trương Dương, Cố Dưỡng Dưỡng không nghi ngờ gì nữa là quá non nớt ngây ngô, tuy rằng cô ta ở trước mặt Trương Dương cố ý biểu hiện ra sự thành thục và hàm xúc của mình, nhưng Trương đại quan nhân vẫn rất dễ dàng nhìn thấu nội tâm của cô ta, Trương Dương cười nói, xem ra em đã đoán được ý đồ đến của anh rồi. Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu, chỉ tiếc có tìm em. Trương Dương nói, vì sao không đáp ứng, quan hệ của hai nhà không tồi mà. Cố Dưỡng Dưỡng nói, trên đời này rất nhiều chuyện đều không cần lý do gì. Anh tới kinh thành nhiều ngày như vậy rồi vì sao không liên hệ với em? À, nhưng hôm nay vì sao lại tới? Trương đại quan nhân không còn gì để đáp lại, Dưỡng Dưỡng đã không phải là tiểu cô nương ngày xưa, cô ta cũng đã biết chi đạo phản kích. Cố Dưỡng Dưỡng nói, em biết anh tới là muốn mời em đi giúp làm Phật nhảy tường. Trương đại quan nhân không hề phủ nhận, hắn gật đầu nói, hai ngày nay anh thật sự bận quá, chuyện công vừa mới xong xuôi. Làm việc mà còn có thể cùng đi chơi với Giang Quang Á à? Trương Dương bị Cố Dưỡng Dưỡng chất vấn cho có chút đổ mồ hôi. Cố Dưỡng Dưỡng nhẹ giọng thở dài, em biết anh nghĩ gì? Anh đừng sợ, em sẽ không mang đến phiền toái cho anh đâu. Cô ta dừng lại trước một tòa tiểu viện, bảo Trương Dương mang dụng cụ vẽ tranh về phòng mà cô ta thuê. Chương 1847, có việc nhờ hai. Trương Dương nhìn tòa tiểu tứ hợp viện này, mỉm cười nói, nơi này không tồi, rất u tĩnh. Cố Dưỡng Dưỡng nói, nhìn thấy tòa tứ hợp viện này, em rất thích, bình thường em chỉ khi nào vẽ tranh mới tới đây, hai vợ chồng chủ nhà cuối năm sẽ xuất ngoại, đang chuẩn bị bán nhà. Em thương lượng với cha, định mua nó. Trương Dương gật đầu nói, không tồi, dưới chân thiên tử khẳng định có thể tăng giá trị. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh chờ em một lát, em đi thay quần áo. Trương Dương tìm một cái ghế gỗ rồi ngồi xuống, nheo mắt hưởng thụ ánh mặt trời buổi sáng. Cố Dưỡng Dưỡng đi mất hơn 10 phút, Trương đại quan nhân dưới ánh dương ấm áp. Không ngờ lại ngủ gật, trong mông lung, nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng mặc váy dài màu trắng giống như thiên tử đi tới. Nhìn mình cười duyên dáng, sau đó giang tay ôm mình, trong lòng Trương đại quan nhân cực kỳ mâu thuẫn, muốn né tránh, nhưng lại sợ làm cô ta ngã, chỉ có thể giang tay ôm cô ta vào lòng. Ôm noãn ngọc ôn hương trong lòng, tư vị đó thật sự là dày vò tới cực điểm. Lại nghe Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh rể, anh vì sao lạnh lùng với em như vậy? Ôm hắn càng chặt hơn. Trương đại quan nhân cảm giác lực khống chế của mình đang giảm dần, gian nan nói, Dưỡng Dưỡng. Đừng! Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, Trương đại quan nhân mở mắt ra, lại nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng đang đứng trước mặt mình, cũng là váy dài màu trắng, hắn sợ đến nỗi a một tiếng. Giống như thấy quỷ vậy, miệng há to, đến nửa ngày vẫn chưa khép lại được. Cố Dưỡng Dưỡng mặt ửng đỏ nói, anh đang ngủ à? Trương Dương gật đầu, lấy điện thoại ra, đứng lên nghe, thì ra là Từ Kiến Cơ gọi tới, hắn đang đợi ở ngoài thôn họa sĩ. Trương Dương buông điện thoại. Nói với Cố Dưỡng Dưỡng, đi thôi. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh cũng không nói với em rốt cuộc là chuyện gì ư. Trương Dương nói, vừa rồi anh đã nói rồi thôi, chuyện Phật nhảy tường đó. Cố Dưỡng Dưỡng nói, muốn em đáp ứng tới giúp cũng được, có điều em có một điều kiện. Trương Dương nói, em nói đi. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh đi theo làm phụ bếp cho em. Trương đại quan nhân bật cười ha ha. Anh cười cái gì, Cố Dưỡng Dưỡng gắt giọng.
Trương Dương nói, tiểu cô nương đúng là tiểu cô nương, điều kiện của em thật sự là kỳ quái. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh phải đáp ứng. Trương đại quan nhân gật đầu nói khoái trá, được, anh đáp ứng em. Còn nữa, về sau không được gọi em là tiểu cô nương, người ta lớn rồi. Trương Dương nói, thế nào cũng được. Hai người cùng nhau rời khỏi thôn họa sĩ, tới bên ngoài, nhìn thấy Từ Kiến Cơ ngồi chờ một mình ở trong xe, Trương Dương không nhịn được hỏi, Hồng Nguyệt đâu? Từ Kiến Cơ thở dài, chờ hai người lên xe rồi nói, đàn bà đúng là không thể chiều, tôi cúi đầu không ngờ cô ta càng lên mặt. Cố Dưỡng Dưỡng kháng nghị, anh Kiến Cơ, không được ở trước mặt em nói xấu chị Hồng Nguyệt. Từ Kiến Cơ nói, Dưỡng Dưỡng à, cũng là nhờ mặt mũi của Trương Dương, bọn anh không mời nổi em. Trương Dương nói, tôi có thể mời được Cố Đại Trù cũng phải hy sinh cực lớn đó. Từ Kiến Cơ vẻ mặt mê hoặc, thế là sao? Cố Dưỡng Dưỡng mặt ửng đỏ nói, đừng nghe hắn nói bừa, chỉ là bảo hắn làm phụ bếp cho em thôi. Trương Dương đang trò chuyện thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, hắn đáp ứng chưa hôm nay tới Hương Sơn Biệt Viện gặp mặt La Tuệ Ninh. Đưa Cố Dưỡng Dưỡng đến Tử Kim Các, Trương Dương chẳng kịp nghỉ, lại lái xe tới Hương Sơn Biệt Viện, Cố Dưỡng Dưỡng ở phía sau nhắc nhở, đừng quên chuyện anh đã đáp ứng người khác. Trương Đại Quan Nhân nói, yên tâm đi, anh trước giờ đều là một lời nói đáng giá ngàn vàng. Trở lại Hương Sơn Biệt Viện, La Tuệ Ninh đã chờ ở đó, nhìn thấy Trương Dương trở về, Lý Vĩ xoay người đi ra cửa u tĩnh trong sân chỉ còn lại có ai mẹ con. Trương Dương nói, mẹ nuôi, chuyện gì vậy, sao gọi con tới gấp thế? La Tuệ Ninh nói, Hà Vũ Mông đã đi lên máy bay của đoàn viếng thăm của bang New York, không sao rồi. Trương Dương gật đầu nói, con và Saddam là lão bằng hữu, hắn đối với con trước giờ vẫn không tồi. La Tuệ Ninh nói, rất nhiều chuyện của con mẹ không biết. Trương Đại Quan Nhân từ trong những lời này của La Tuệ Ninh nghe thấy một số sự bất thường, hắn cười nói, mẹ nuôi, con ở trước mặt mẹ trước giờ đều nói thật mà. La Tuệ Ninh nói, có ư. Một câu hỏi cho Trương Dương ngây ra đó, trong ấn tượng của hắn, La Tuệ Ninh lần đầu biểu hiện ra thái độ như vậy đối với hắn, thật sự không biết mình đã đắc tội với bà ta ở chỗ nào. Trương Dương nói khẽ, mẹ nuôi, có phải con làm sai chuyện gì hay không? La Tuệ Ninh lắc đầu nói, các con đều lớn rồi, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều có suy nghĩ của mình, những cái này mẹ không thể nào chi phối được, mà mẹ cũng không muốn chi phối. Nghe La Tuệ Ninh nói như vậy, Trương Dương đã có thể xác định mẹ nuôi đã tức giận 100%, sở trường lớn nhất của thằng ôn này chính là cợt nhả, vẫn là nụ cười vô tâm vô phế, đứng dậy tới phía sau La Tuệ Ninh, bóp vai cho bà ta, nói, mẹ nuôi, mẹ là đại nhân không tránh tiểu nhân, con nếu làm sai chuyện gì thì mẹ cứ mắng con, thấy vẫn chưa hả giận thì cứ đánh con, hay là con tụt quần ra cho mẹ đánh nhé. La Tuệ Ninh nói, mẹ hỏi con, Hà Vũ Mông rốt cuộc là ai? Trương Đại Quan Nhân ngây ra, có điều thằng cha này đứng phía sau La Tuệ Ninh, La Tuệ Ninh không nhìn thấy biến hóa vẻ mặt của hắn. Trương Dương nói, con gái tư sinh của Hà Trường An. La Tuệ Ninh nói, con nếu nói như vậy thì mẹ tin. Trương Dương nói, thật ra chuyện này mẹ nên đi hỏi Hà Trường An. La Tuệ Ninh nói, mẹ quen Hà Trường An nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng nghe nói hắn còn có con gái, đột nhiên lại mọc ra một đứa. Nội tâm của Trương Đại Quan Nhân cũng bất an, thật sự không biết nên trả lời câu hỏi của như thế nào. La Tuệ Ninh nói, mẹ còn muốn hỏi con một chuyện, lúc trước Tần Hoan mà con dẫn đi khỏi Tần gia hiện giờ bị con an trí ở đâu? Cái đêm hôm ấy, Hạo Nam tận mắt nhìn thấy con giao nó cho Hà Trường An, mà Hà Trường An và Tần Hoan rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn vì sao phải mạo hiểm vì một đứa bé mà hắn không biết? Trương Dương nói, mẹ nuôi, Tiểu Hoan hiện tại rất tốt. Con không muốn người của Tần gia làm hại nó, cho nên. Người của Tần gia vì sao muốn hại nó? Nó là cháu ngoại của Tần gia, bất kể Tần Manh Manh đã làm thì đứa nhỏ đó cũng vô tội, Tần gia cũng không thể không hiểu đạo lý đơn giản như vậy. Hai tay Trương Dương rời khỏi vai La Tuệ Ninh, bắt đầu ý thức được chuyện của Hà Vũ Mông đã khiến La Tuệ Ninh hoài nghi, hơn nữa, bà ta rất có khả năng đã đoán được thân phận chân chính của Tần Manh Manh. La Tuệ Ninh nói, con ngồi xuống đi. Trương Dương ngồi về chỗ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng La Tuệ Ninh, nếu từ quan hệ của hắn và La Tuệ Ninh mà nói thì là không nên giấu giếm, nhưng nếu để lộ thân phận chân chính của Tần Manh Manh, thế tất sẽ mang đến phiền toái cuồn cuộn không ngừng cho hai mẹ con cô ta, ân oán giữa Hà Trường An và Tần gia cũng tất sẽ trồi lên mặt nước. Nếu việc năm đó Tần Chấn Đông cưỡng bức Tần Manh Manh bại lộ, như vậy thì sẽ xảy ra một hồi địa chấn ở Kinh Thành.
La Tuệ Ninh nói, có một số việc, con tuy rằng có thể giấu được mẹ, nhưng không có nghĩa là mẹ không tra ra được. Trương Dương nói, mẹ nuôi, .con không phải là cố ý muốn giấu mẹ. La Tuệ Ninh nói, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển vô cùng, căn cứ và gen có thể kết luận một người là ai, suy đoán ra quan hệ giữa một người và người khác cũng rất dễ dàng, hơn nữa độ chuẩn xác cơ hồ có thể đạt tới 100%. Trương Đại Quan Nhân lúc này trợn tròn mắt, đã không biết nên trả lời như thế nào thì thành thành thật thật mà nghe. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, anh tuy rằng rất có bản lĩnh, nhưng chuyện trên đời thật sự quá nhiều, con không quản được đâu, mẹ hy vọng hôm nay lật sang một trang mới, vĩnh viễn đừng có lặp lại nữa, đã qua rồi thì để nó qua, không ai vĩnh viễn may mắn cả, con hiểu chưa? La Tuệ Ninh không hề vạch trần chuyện ra, nhưng Trương Dương lại tin rằng La Tuệ Ninh đã điều tra rõ quan hệ giữa Tần Hoan, Tần Manh Manh, Hà Vũ Mông, Hà Trường An. Trương Dương nói, mẹ nuôi, xin lỗi, có một số việc con không thể không làm được. La Tuệ Ninh cười nói, mẹ cũng không phải trách con, mẹ là lo cho con thôi, múa trên lưỡi dao tuy rằng rất phấn khích, nhưng phía sau sự phấn khích lại ẩn chứa nguy cơ rất lớn, hơi vô ý một chút là hậu quả khôn lường. Trương Dương trầm mặc không nói gì. La Tuệ Ninh thở dài, con yên tâm, có một số việc mẹ sẽ vĩnh viễn để ở trong lòng, con không phải lo mẹ sẽ nói cho người khác biết. Trương Dương gật đầu, mẹ nuôi, con về sau sẽ không làm mẹ phiền lòng nữa. La Tuệ Ninh nói, mẹ phát hiện mình đúng là phải cái số hay lo, đúng rồi, ngày mai mẹ không tới chỗ Tiết lão được, con giúp mẹ mang quà mừng thọ đến nhé. Trương Dương nói, cha nuôi không đi ư. La Tuệ Ninh nói, ông ấy đột nhiên có việc, ngày mai không có thời gian. Trương Dương nhận lấy lễ vật mà La Tuệ Ninh nhờ mình gửi, trong nhất thời không biết nên đối mặt với bà ta như thế nào. Mình trong chuyện Tần Manh Manh đã giấu bà ta, khẳng định khiến La Tuệ Ninh cảm thấy không vui, nhưng Trương Dương quả thực bất lực với chuyện của mẹ con Tần Manh Manh, người biết càng ít thì càng tốt, huống chi La Tuệ Ninh đối với chuyện của Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh vốn đã cảm thấy khó chịu, việc gì phải vạch trần chân tướng bên trong để thêm rối rắm. Chương 1848, có việc nhờ ba. La Tuệ Ninh tựa hồ có một số lời muốn nói với Trương Dương, nhưng lời nói đến môi thì lại thôi. Vì thế hai mẹ con đều trầm mặc, người phá vỡ trầm mặc đầu tiên vẫn là La Tuệ Ninh, Trương Dương, hôn sự của con và Yên Nhiên có phải đã xác định rồi hay không? Trương Dương gật đầu, không có gì đặc thì sẽ vào mùng 1 năm 98. La Tuệ Ninh nói, thật sự muốn sớm nhìn thấy cảnh hai đứa các con đi vào điện hôn nhân. Trương Dương cười nói, con cũng muốn, nhưng đại trưởng phu dù sao cũng phải lấy lập nghiệp làm trọng. La Tuệ Ninh nói, sự nghiệp đã trở thành lý do để các con chậm trễ chuyện tình cảm, một nam nhân có trách nhiệm thực sự nên biết cân bằng chuyện của cả hai phía. Nói tới đây, La Tuệ Ninh tạm dừng một chút, giọng nói đột nhiên trở nên thấp đi nhiều, nhưng có lẽ trên đời này không ai có thể thực sự làm được. Tuy rằng Trương Dương đã đáp ứng làm phụ bếp cho Cố Dưỡng Dưỡng, nhưng chuyện của hắn thật sự quá nhiều, vừa mới từ Hương Sơn biệt viện trở lại từ Kim Các không lâu thì Cố Doãn Chi gọi điện thoại tới cho Cố Dưỡng Dưỡng. Thì ra Cố Doãn Chi và Tiêu Quốc Thành cũng đến kinh thành, đặc biệt mừng thọ Tiết lão. Cố Dưỡng Dưỡng đã đang chuẩn bị làm Phật nhảy tường, cô ta bảo Trương Dương thay mình đi đón cha, nói rõ với ông ta. Trương Dương nói, lần này không phải anh không muốn làm phụ bếp cho em, là em phái anh ra ngoài đấy nhé. Cố Dưỡng Dưỡng cười nói, anh nói ít thôi, trước ngày mai thì em bảo anh phải làm gì thì anh phải làm cái đó. Trương Đại Quan Nhân thở dài, anh sao cảm thấy mình cứ như là tiểu nhị vậy? Bởi vì lần này Cố Doãn Chi và Tiêu Quốc Thành kết bạn đồng hành, cho nên sau khi xuống phi cơ trực tiếp tới tòa tứ hợp viện ở chính Hoàng Thành của Tiêu Quốc Thành ở tạm, Tiêu Quốc Thành lúc trước mua tòa tứ hợp viện với giá không cao, có điều hiện tại giá đã lên mấy lần, hắn sai người dỡ bỏ tòa tứ hợp viện, trên cơ bản là chỉ dùng đất, xây lại mới ở bên trên, từ bên ngoài mà nhìn thì cũng không nhìn ra bất kỳ chỗ nổi bật nào. Nhưng sau khi đi vào trong mới cảm thấy được phái xa hoa trong đó. Trương Dương đi vào bên trong sân, đi qua ba tầng cửa, tới đại viện chính giữa, nhìn thấy Tiêu Quốc Thành và Cố Doãn Chi đang ngồi uống trà dưới tàng cây hòe. Trương Dương cười nói cha, Tiêu tiên sinh, hai người đến kinh thành mà không nói trước với tôi một tiếng. Cố Doãn Chi cười nói, tôi cũng không biết anh tới kinh thành. Tiêu Quốc Thành nói, đại thọ của Tiết lão, hắn tất nhiên sẽ tới rồi. Trương Dương nói, hai người sao lại đi cùng nhau? Tiêu Quốc Thành nói, chú Tiết của cậu bảo tôi tới Đông Giang mời bí thư Cố tới, lần này là đại thọ của lão gia tử, người được mới là những bằng hữu thân thích nhất của ông ta. Cố Doãn Chi cười nói, thật ra nói một tiếng trong điện thoại là được rồi,
việc gì còn phải phiền anh đi gọi. Cố Doãn Chi vốn không định, tuy rằng Tiết Thế Luân tự mình gọi điện thoại cho y, nhưng Cố Doãn Chi vẫn thoái thác nói là có việc, không tới được, cho nên Tiết Thế Luân mới nhờ Tiêu Quốc Thành đặc biệt chạy một chuyến. Tiêu Quốc Thành mời Trương Dương ngồi xuống, lúc này bảo mẫu bảo y nghe điện thoại, Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói, hai người nói chuyện trước nhé, tôi đi nghe điện thoại. Trương Dương ngồi xuống đối diện Cố Doãn Chi, cười nói cha, Dưỡng Dưỡng được mời tới làm Phật nhảy tường cho thọ yến của Tiết Lão ngày mai, đang chuẩn bị làm rồi cho nên không đến được. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, Tiết Lão đã thích, nếu có thể giúp thì đương nhiên phải tận sức mà giúp, anh lần này chuẩn bị lễ vật gì cho Tiết Lão? Trương Dương nói, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn tặng cho Tiết Lão sức khỏe. Cố Doãn Chi biết bản sự của hắn, gật đầu nói, trên đời này không có lễ vật nào quý hơn sức khỏe. Trương Dương ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Quốc Thành vẫn chưa trở lại, hắn nói khẽ cha, thọ yến lần này của Tiết Lão làm rất long trọng, ngày mai chắc sẽ có rất nhiều nhân vật trọng yếu đến. Cố Doãn Chi lạnh lùng nói, cha nuôi của cậu có tới hay không? Những lời này của y đã hỏi vào đúng điểm chính. Trương Dương ở trước mặt Cố Doãn Chi cũng không giấu giếm gì, nói khẽ cha nuôi nói có việc. Cố Doãn Chi nói, thật ra Tiết Lão vốn không muốn làm đại thọ gì cả, là Thế Luân kiên trì đòi làm. Trương Dương nói cha có phải là lo lắng ngày mai sẽ có không ít người chịu tới. Cố Doãn Chi nói, Tiết Lão đức cao vọng trọng, có thể được ông ta mời chính là một loại vinh hạnh. Những lời này của y không phải trả lời vấn đề của Trương Dương. Trương Dương nói, nếu con là Tiết Thế Luân, con sẽ không làm buổi thọ yến này, dù sao Tiết Lão đã lui xuống, trên quan trường có một quy tắc, người vừa đi thì trà liền lạnh, tuy rằng điểm xuất phát của Tiết Thế Luân có thể là tốt, nhưng nếu bởi vì cuộc thọ yến này mà khiến Tiết Lão cảm thấy lòng người dễ thay đổi thì ngược lại sẽ không tốt. Cố Doãn Chi cười nói, anh lo xa quá rồi, Tiết Lão so với anh thì nhìn thấu triệt hơn nhiều, cho dù là chú Tiết của anh nhìn vấn đề thì cũng tỉnh táo hơn anh nhiều. Nghe nói thọ yến lần này tổng cộng làm 15 bàn, có thể đến đều là quan hệ khá thân thiết. Trong lòng Cố Doãn Chi là lạc quan như biểu hiện của y, khi biết Văn Quốc Quyền sẽ không tham dự thọ yến của Tiết Lão, y đã nhìn thấy một số thành phần vi diệu trong đó. Quả thật, cuộc thọ yến này khẳng định sẽ tân khách tấp nập, nhưng điều mà Tiết gia coi trọng không phải là những người này có tham dự hay không, mà là những nguyên lão trên chính đàn, nhân vật có thực quyền có tham dự hay không. Trong mắt Cố Doãn Chi, những lời này của Trương Dương cũng không sai. Tiết Thế Luân hiển nhiên không nên rêu rao đi làm cuộc thọ yến này như vậy. Nhưng Cố Doãn Chi cũng hiểu Tiết Thế Luân, với đầu óc và kiến thức của y tuyệt đối sẽ không cân nhắc đến chuyện này. Trương Dương nói, thật ra con cũng biết mình lo xa, việc này vốn không tới lượt con hỏi. Cố Doãn Chi nói, nghĩ chuyện của mình, làm tốt chuyện của mình, người ta phải biết sống thoải mái một chút. Tiêu Quốc Thành từ trong phòng đi ra, y cười nói, điện thoại của Thế Luân, hỏi tôi Doãn Chi huynh có đến không? Cố Doãn Chi cười nói, hiếm khi hắn nhớ tôi đến vậy. Tiêu Quốc Thành nói, Thế Luân vẫn luôn bội phục Doãn Chi huynh mà. Cố Doãn Chi nói, tôi có gì hay mà bội phục. Tiêu Quốc Thành nói, thân ở vị trí cao mà không kiêu không bội, không tham luyến quyền thế, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, phóng mắt khắp chính đàn trong nước, trừ Doãn Chi huynh ra thì không tìm thấy người thứ hai. Cố Doãn Chi nói, đánh giá của Tiêu tiên sinh đối với tôi thật sự quá cao. Tôi chỉ là đã tới nơi mà mình có thể đạt tới, sợ mình đi lên cao nữa thì không chịu nổi, huống chi, tuổi của tôi cũng không còn ít, đã giao tranh trong quan trường hơn phân nửa nhân sinh rồi, chút thời gian cuối cùng tôi vẫn muốn giữ lại cho mình, cứ coi như là một suy nghĩ ích kỷ của tôi đi. Tiêu Quốc Thành cười nói, Doãn Chi huynh như vậy mà còn gọi là ích kỷ thì chỉ sợ đại bộ phận quan viên trong nước đều phải đội cái mũ này. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, không biết vì sao. Sau khi rời khỏi quan trường liền không muốn nhắc tới chuyện quan trường nữa, giống như nhưng nghỉ phát sinh trước đây đã rời xa tôi rất lâu rồi. Tiêu Quốc Thành nghe ra Cố Doãn Chi là đang uyển chuyển nói với mình, y không muốn tiếp tục tham thảo đề tài quan trường. Tiêu Quốc Thành nói, chuyện quan trường cách tôi cũng rất xa rồi, có điều những người làm ăn như chúng tôi, hy vọng nhất chính là chính sách ổn định, thiên hạ thái bình, chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể thanh thản ổn định mà làm ăn. Trương Dương nói, cũng chưa chắc. Tất cả người làm ăn đều chờ mong thiên hạ thái bình, bọn buôn lậu vũ khí thì chỉ mong ngày nào cũng có đánh nhau, chỗ nào cũng đánh nhau. Cố Doãn Chi cười nói, Trương Dương à Trương Dương, anh trước giờ vẫn không bỏ được cái tật xấu thích tranh cãi. Tiêu Quốc Thành nói, theo tôi thấy tranh cãi cũng không tính là tật xấu, chỉ có người trẻ tuổi dám tranh cãi mới có dũng khí khiêu chiến với cường quyền, nếu hắn ở trước mặt chúng ta không dám nói gì, tôi ngược lại sẽ phát sầu vì tương lai của quốc gia.
Tôi nhớ rõ nhiều năm trước từng xem một bài văn, thiếu niên Trung Quốc nói của Lương Khải, chính là cái gọi là cái trách hôm nay không phải là trách người khác, mà toàn là thiếu niên của tôi, thiếu niên có chí thì nước có chí, thiếu niên giàu thì nước giàu. Thiếu niên mạnh thì nước mạnh. Cố Doãn Chi nói, Lương tiên sinh nói rất đúng, hy vọng của nước nhà đều đặt người thế hệ trẻ bọn họ. Trương Dương cười nói, cha, Tiêu tiên sinh, hai người đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy áp lực lớn quá. Trương Dương hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm, tới gặp Cố Doãn Chi nói mấy câu rồi cáo từ. Tiêu Quốc Thành đứng dậy tiễn Trương Dương ra tận cửa, Trương Dương chỉ vào cửa lớn, nói cửa này quá nhỏ, có chút không hợp với viện tử. Tiêu Quốc Thành cười nói, phía trước không xa chính là Cố Cung, dưới chân thiên tử, nếu làm cửa lớn quá thì chẳng phải là hạ thấp hoàng gia ư. Cây cao thì gió cả, giáo huấn của lão tổ tông chúng ta từng thời từng khắc đều không thể quên được. Trương Dương nói, Tiêu tiên sinh ở dưới chân thiên tử có một tòa tứ hợp viện khí phái như vậy, không phải muốn nhún mình là nhún mình được đâu. Đứng ở trên vọng lâu của hoàng cung có thể nhìn rõ viện tử của ngài, cho dù là làm cửa nhỏ thì cũng chỉ có tác dụng bịt tai trộm chuông thôi. Tiêu Quốc Thành bật cười ha ha, y nói khẽ, bịt tai trộm chuông cũng được, phô trương thanh thế cũng được, chỉ cần có thể cầu được tâm an vậy là đủ rồi, cái này gọi là tinh thần A Quy. Chương 1849, Viên Phương, anh thấy thế nào? Trương Dương nói, Tiêu tiên sinh, trước đây ông từng nói làm quan cũng giống như kinh thương, vậy ông có từng nghĩ tới, mục đích cuối cùng của kinh thương là gì không? Tiêu Quốc Thành lắc đầu, trước đây chưa từng nghĩ tới, chỉ là cả đời này tôi không có sở trường gì khác, trừ kinh thương ra thì không biết làm gì cả, kinh thương giống như là leo núi vậy, trước đây chỉ muốn trèo lên đỉnh, cứ cắm đầu đi về phía trước, cho tới sau khi vợ tôi chết. Tôi mới phát hiện, tôi vẫn chưa ngộ được chân lý của nhân sinh, trong quá trình leo núi đã bỏ lỡ vô số phong cảnh, tôi cứ một độ tin rằng phong cảnh vô hạn ở ngọn núi cao và hiểm trở, nhưng tôi không ý thức được, đa số người đã chú định cả đời cũng không đến được ngọn núi cao và hiểm trở. Vì sự phong quang nhất thời đó mà hy sinh tất cả tinh lực, cho dù là để anh tới được rồi thì anh cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt, hiện tại tôi đã không còn mục đích rồi. Thích ứng trong mọi tình cảnh, hưởng thụ cuộc sống là tốt rồi. Trương Dương nói, nghe những lời này của Tiêu tiên sinh, tôi cũng cảm thấy quan trường thật vô vị. Tiêu Quốc Thành cười nói, cho nên người trẻ tuổi cứ ở bên cạnh đám người già chúng tôi cũng không phải là chuyện tốt gì, chúng tôi đều là những lão già đã sớm mất đi hùng tâm tráng trí. Giao lưu với chúng tôi chỉ tổ làm cậu tinh thần sa sút. Trương Dương cười nói, giành được không ít lợi ích mới đúng. Tiêu Quốc Thành nói, tôi nghe nói Hà Trường An đã mất tích. Trương Dương nói, tôi cũng nghe nói. Chuyện cụ thể thì không rõ lắm. Đối với chuyện của Hà Trường An, hắn cũng không muốn nói thêm. Tiêu Quốc Thành nói, kinh thương và làm quan, mạo hiểm đều rất lớn. Đàn khởi huân hương phiêu tứ lân, Phật văn khí thiện khiêu tường lai. Câu thơ này là nói về Phật nhảy tường, Phật nhảy tường cũng được xưng là mãn đàn hương, cũng xưng là phúc thọ toàn, là món ăn thủ tịch của Phúc Châu. Nghe nói đường triều có vị cao tăng, trên đường tới Thiếu Lâm tự Phúc Kiến, đi qua Phúc Châu, đêm ngủ ở khách sạn. Vừa hay cách vách có người dùng mãn đàn hương mời khách, cao tăng ngửi thấy mùi, rãi nhỏ dài ba thước. Lập tức vứt bỏ Phật môn tu hành nhiều năm, nhảy tường mà sang, ăn no mãn đàn hương. Phật nhảy tường bởi vậy mà có tên. Phật nhảy tường của Cố Dưỡng Dưỡng học từ Đại Chủ Kinh thành Tào Tam Pháo. Tào Tam Pháo trước khi lâm chung đã đưa một quyển sách dạy nấu ăn ngưng tụ tâm huyết suốt đời cho Cố Dưỡng Dưỡng, bởi vì chuyện này mà rất nhiều đệ tử của ông ta gây ra một trận phong ba. Có điều Cố Dưỡng Dưỡng có Trương Dương với vũ lực siêu cường làm chỗ dựa, đám các sư huynh của cô ta tất nhiên không dám tiếp tục làm khó, huống chi, Cố Dưỡng Dưỡng được quyển sách dạy nấu ăn này không phải là dùng để buôn bán kiếm lời, mà chỉ tự mình nghiên cứu. Cho nên đám sư huynh này cũng không có lý do làm khó dễ này. Hai năm nay chủ nghệ của Cố Dưỡng Dưỡng có được tiến bộ nhảy vọt, tuy rằng không giấy chứng nhận chuyên nghiệp, nhưng ở phương diện chủ nghệ được Tào Tam Pháo thực tùy, nhất là món Phật nhảy tường đã làm tới mức lô hỏa thuần thanh. Trương Dương trở lại từ Kim Các liền chui vào phòng bếp, nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chuyện đã đáp ứng tiểu cô nương người ta thì không thể thay đổi. Rất nhanh Cố Dưỡng Dưỡng liền phát hiện tìm Trương Dương làm phụ bếp là tìm đúng người, cái khác không nói, chỉ với đao công mà nói, Trương Dương ở trong giới đầu bếp cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Trương đại quan nhân trước giờ đều là người không chịu ngồi yên, hắn mặc quần áo của đại chủ sư, lúc ban đầu cũng coi như là an phận. Cố Dưỡng Dưỡng bảo hắn làm gì, hắn liền thành thành thật thật làm cái đó, nhưng một lát sau, hắn lại đi giúp người khác thái khoai tây, nhìn thấy Trương đại quan nhân vận đao như bay,
khoai tây mà hắn cắt ra đều như một. Rất nhanh liền hấp dẫn mấy người cấp học đồ trong tại chủ phòng tới, nhưng thấy đạo ảnh soàn soạt, bản sự cắt khoai tây của thằng cha này ngang với máy. Có học đồ hỏi, lão sư, đao công của ngài luyện mất bao lâu? Trương Dương nói, trời sinh không cần luyện. Lại có học đồ hỏi, lão sư, ngài biết cắt lát đậu hũ không? Trương Dương nói, có gì mà khó? Một câu khiến đại chủ Viên Phương của Tử Kim Các cũng phải tới, Viên Phương chỉ biết Trương Dương là tên phụ bếp, cũng không biết thân phận của hắn, vốn hắn đã khó chịu vì Cố Dưỡng Dưỡng và Trương Dương gia nhập, dù sao hắn mới là bếp chính của nơi này. Phùng Cảnh Lượng mời hai người tới nói là để chuyên làm Phật nhảy tường, ông chủ nếu đã lên tiếng, hắn cũng không tiện nói gì, nhưng Phùng Cảnh Lượng không giới thiệu rõ thân phận của Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng, vốn nếu Trương Dương an phận thủ thường làm phụ bếp thì thôi đi. Nhưng thằng cha này tới chỗ nào cũng không chịu thành thật, hấp dẫn tất cả đồ đệ của Viên Phương tới, đây đâu phải là tới giúp, căn bản chính là tới đây gây thêm phiền. Viên Phương xoa xoa tay đi tới, vừa hay nghe thấy câu nói cắt đậu hũ nước thành sợi đâu có gì là khó. Đám học đồ phụ bếp nghe thấy Trương Dương nói như vậy thì yêu cầu hắn biểu diễn một chút. Viên Phương nói, vị sư phó này thật sự là lợi hại, chắc hẳn là cũng am hiểu về món thiên ti vạn lũ này. Trương Đại Quan Nhân cười nói, thiên ti vạn lũ à? Một món ăn mà thôi. Viên Phương nói, xem ra hôm nay gặp cao nhân rồi, có điều các cụ có câu, nói hay không bằng làm tốt, không biết đao công của vị sư phó này có nhanh như mồm mép hay không? Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vậy thì biết đối phương nhìn mình không vừa mắt, người ta đang khiêu khích. Cố Dưỡng Dưỡng lúc này đi tới, nói khẽ thiên ti vạn lũ, không phải là đậu hũ cấu tứ ư. Tôi lúc nhỏ đã biết làm món này rồi. Viên Phương nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi này, trong lòng càng cảm thấy không phục, phải biết rằng thiên ti vạn lũ chính là canh từ Triều Thanh truyền tới. Cách làm không khó, nhưng phải dựa vào công, cho nên mới có thể đứng vào hàng một trong 108 món ăn của thời Mãn Hán. Viên Phương nói, hai vị sư phó có thể thể hiện một phen không, để đám người chúng ta quan sát học tập một chút. Cố Dưỡng Dưỡng nói, được. Cô ta vỗ vỗ vai Trương Dương, tên đồ đệ này của tôi bản sự khác thì không có, nhưng nếu nói đao công của hắn là đệ nhị thiên hạ thì không ai dám nhân là đệ nhất. Viên Phương khinh thường cười nói, chủ nghệ chi đạo không có chừng mực, làm gì có thiên hạ đệ nhất, cho dù là bành tổ sống lại cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Trương Dương nói, tôi cũng không nói mình đệ nhất, đệ nhị thôi. Cố Dưỡng Dưỡng biết đám đầu bếp này đối với bọn họ không phục, tất nhiên muốn bộc lộ tài năng cho bọn họ xem, để trấn trụ đám người này, đừng nhìn phòng bếp không lớn, nếu muốn làm tốt ở đây cũng cần người khác phối hợp, muốn người khác phối hợp với anh thì anh phải chứng minh thực sự có bản lĩnh, phải để cho người khác tâm phục khẩu phục. Cố Dưỡng Dưỡng sai người mang đậu hũ nước tới, muốn thái chỗ đậu hũ mê hoặc này thành mỏng như sợi tóc, phải cực kỳ chú ý công phu. Đầu bếp bình thường, không có 10 năm tu luyện đao thì không thể đạt tới loại trình độ này, Cố Dưỡng Dưỡng tuy rằng có thể cắt được, nhưng cô ta tự hỏi trình độ của trình độ không đạt được cảnh giới có thể trấn nhiếp loại đại chủ nhất lưu như Viên Phương. Cho nên nhiệm vụ cắt lát giao cho Trương Dương, Cố Dưỡng Dưỡng kéo Trương Dương sang một bên, nói khẽ anh phụ trách thái, em phụ trách nấu. Trương Dương cười nói, không thành vấn đề, cắt mỏng thế nào. Cố Dưỡng Dưỡng nói, càng mỏng càng tốt, nấu càng ngon. Trương Đại Quan Nhân nghe cô ta nói như vậy thì trong lòng rung động, thầm nghĩ trong lòng, rất nhiều lúc không phải là càng mỏng thì càng tốt, nhưng thằng cha này vừa suy nghĩ ý tưởng này thì lập tức lại thầm mắng mình vô sỉ. Trương Dương à Trương Dương, mày đúng là không biết xấu hổ, Dưỡng Dưỡng là em vợ mà, tưởng tượng thôi cũng không được, báng bổ, báng bổ. Cố Dưỡng Dưỡng nào biết trong lòng thằng cha này nghĩ gì, nhỏ giọng dặn dò, cắt đậu hũ nước thì phải chú ý, đậu hũ bình thường cắt trên thớt. Nhưng đậu hũ nước thì phải cắt trong nước, nguyên nhân là thái đậu hũ trong nước không bị dính. Trương Dương nói, không sao, chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì sẽ không bị dính. Cố Dưỡng Dưỡng 100% yên tâm đối với Trương Dương, trong lòng cô ta Trương Dương quả thực chính là không gì không làm được. Vì thế Trương Đại Quan Nhân dưới sự chú ý của mọi người ở đây đi lên bàn thái, hắn không để đậu hũ nước trong nước, cũng không đặt lên thớt gõ, mà là vẫy vẫy tay với Cố Dưỡng Dưỡng, Dưỡng Dưỡng, mượn tay dùng một chút. Cố Dưỡng Dưỡng đã minh bạch mục đích của hắn, cười cười đi tới bên cạnh Trương Dương, tay trái của Trương Dương cầm đậu hũ nước, tay phải cầm đao, xoẹt một đao, đậu hũ nước đã bị hắn cắt mỏng như cánh ve, không ai nhìn rõ tầng đầu này vì sao lại từ trên thân đao bay lên, nằm lên bàn tay trắng nõn của Cố Dưỡng Dưỡng, Cố Dưỡng Dưỡng liền cầm miếng đậu mỏng này lên, Trương Dương vung đao cắt tới bàn tay của cô ta, trong phòng bếp vang lên tiếng kinh hô.
nhưng thấy vẻ mặt của Cố Dưỡng Dưỡng vẫn trấn định như thường, dao thái trong tay Trương Dương lướt nhanh lên xuống ở lòng bàn tay cô ta, trong nháy mắt đã thái ra một lát đậu, Cố Dưỡng Dưỡng thuận tay đưa đậu đã cắt xong vào trong nước, cứ lặp lại như vậy nhiều lần, không đến phút, một khối đậu hủ nước đã được hoàn toàn cắt xong. Mấy ngàn sợ đậu ngầm trong nước, đều tăm tắp, nói không hề khoa trương chút nào, so với sợi tóc cũng chẳng mỏng hơi là bao. Trương đại quan nhân cắt xong miếng đậu hủ nước này, dao thái trong tay xoay tròn như máy xay gió, sau đó mũi dao cắm phập vào thớt, mỉm cười quanh sang nhìn đám người kia. Viên Phương nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, thậm chí không phát hiện Phùng Cảnh Lượng đã tới bên cạnh hắn từ khi nào, trong toàn bộ phòng bếp là một mảng yên tĩnh, qua hơn nửa ngày, mới nghe thấy Phùng Cảnh Lượng có chút kích động nói, Viên Phương, anh thấy thế nào? Chương 1850, Thất lễ 1. Không cần Cố Dưỡng Dưỡng ra tay, đao chấn nhiếp cổ kim của Trương đại quan nhân đã khiến đầu bếp lớn nhỏ của Tử Kim Các rung động, hiện tại không câu ơ ai hoài nghi câu nói vừa rồi của Cố Dưỡng Dưỡng. Nếu Trương Dương nói đao công của mình là đệ nhị thiên hạ thì không ai dám xưng đệ nhất, đậu hủ nước vốn cắt mỏng đã cực khó, huống chi hắn còn trực tiếp thái trên tay Cố Dưỡng Dưỡng, đã khó lại càng thêm khó, lòng bàn tay không bằng phẳng, đối với nắm giữ đao cũng phải vừa đúng, chỉ hơi vô ý thì chẳng những không cắt được mà còn cắt vào da thịt của Cố Dưỡng Dưỡng. Nhưng Trương Dương cắt xong một khối, Cố Dưỡng Dưỡng lại lông tóc cũng không tổn hao gì, loại đao này rất kinh người. Đồng thời đám người này cũng bội phục sự can đảm của Cố Dưỡng Dưỡng, đổi thành người khác thì thật sự là không có gan xòe tay ra làm thớt cho Trương Dương. Viên Phương xem xong màn biểu diễn của hai người, quả thật là bộ phục sát đất, mình không có loại bản sự đó, người Phùng Cảnh Lượng mời đến quả nhiên là cao nhân. Phùng Cảnh Lượng là tới đây mời Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng đi ăn cơm, Trương Dương nói với Viên Phương, Viên sư phó, món này giao cho anh làm, chúng tôi còn có việc khác phải thương lượng. Viên Phương lúc này đã phục Trương Dương đến cực điểm, hắn gật đầu, Trương sư phó yên tâm. Trở lại phòng, Phùng Cảnh Lượng kể lại chuyện vừa rồi cho Tiết Vĩ Đồng và Từ Kiến Cơ, hai người lập tức vô cùng hối tiếc vì đã bỏ lỡ màn vừa rồi. Tiết Vĩ Đồng thậm chí muốn chạy vào bếp tìm một khối đậu hủ nước ra bắt Trương Dương biểu diễn thái màn vừa rồi lại cho mình. Trương Dương nói, mục đích của chủ nghệ là để làm ra đồ ăn ngon chứ không phải là biểu diễn, đao công của tôi cũng không phải là luyện ra trong phòng bếp. Từ Kiến Cơ nói chính sự đi, tôi và Vĩ Đồng đang nói tới vấn đề an bài tiệc rượu ngày mai. Tam đệ, ngày mai cha nuôi mẹ nuôi của cậu sẽ ngồi cùng bàn với Tiết Lão. Trương Dương nghe hắn nói tới chuyện này thì không khỏi lúng túng nói cái đó. Có chuyện tôi đang muốn nói với Vĩ Đồng, cha nuôi của tôi ngày mai bận việc, mẹ nuôi của tôi cũng không đến, có điều bọn họ bảo tôi mang quà tới. Tiết Vĩ Đồng nghe nói vợ chồng Văn Quốc Quyền đều không tới thì lập tức trong lòng liền có chút không thoải mái. Địa vị chính trị của Tiết gia quyết định trong lòng đám con cháu này vô cùng kiêu ngạo. Tuy rằng Tiết Vĩ Đồng bình thường rất ít biểu lộ, nhưng cô ta cho rằng trong nhà nếu đã đưa ra lời mời thì chính là nể mặt người khác rồi, không ngờ có người lại không tới. Thật ra trước khi Văn Quốc Quyền tỏ ý không thể tham dự thì cũng có mấy người từ chối có việc không đến, điều này khiến cho Tiết Vĩ Đồng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác lòng người dễ thay đổi. Trước mặt người anh trai kết bái Trương Dương này, Tiết Vĩ Đồng không hề biểu lộ ra. Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Dưỡng Dưỡng trở về phòng bếp chuẩn bị, cô ta bảo Trương Dương tạm thời không cần phải tới, Tiết Vĩ Đồng thì về nhà thương lượng chuyện danh sách. Từ Kiến Cơ cùng Trương Dương tới văn phòng của Phùng Cảnh Lượng uống trà. Phùng Cảnh Lượng nói, xem ra lại có biến số rồi, vừa rồi Tiết gia nói cho tôi biết, người xác định không thể tới có đến 15 người. Phùng Cảnh Lượng khi nói những lời này biểu hiện rất bình thường tự nhiên, nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ vậy, giờ khá xưa rồi. Hiện giờ Tiết Lão đã về hưu, bên trong con cái của Tiết Lão người có chức quan lớn nhất cũng chỉ đứa con cả đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Kiềm Nam, Tiết gia trong chính đàn có thể dùng bốn chữ hậu kế vô lực để hình dung. Tuy rằng Tiết Thế Luân làm sinh ý rất khá, nhưng địa vị kinh tế chưa chắc đã có thể cùng một cấp số với địa vị chính trị. Từ Kiến Cơ mấy máy môi, hắn nói khẽ thật ra vừa rồi tôi chưa kịp nói, cha tôi ngày mai cũng không thể tới, có điều ông ta sẽ gọi điện mừng thọ cho Tiết Lão. Ba người nhìn nhau. Vẻ mặt đều rất kỳ quái, trong mắt họ, những nhân vật thực quyền này lựa chọn không đến chỉ có một lý do, Tiết Lão hiện giờ đã về hưu rồi, sức ảnh hưởng của ông ta trên chính đàn đã không còn như xưa nữa. Phùng Cảnh Lượng nói, gần đây mọi người đều bận rộn quá. Từ Kiến Cơ nói, sắp tới mùng 1 tháng 7 rồi, bận cũng là bình thường thôi, cha tôi cũng muốn tới, nhưng công việc không cho phép, tôi chỉ lo lắng, Vĩ Đồng liệu có bởi vì việc này mà phật lòng không? Trương Dương cũng lo lắng về chuyện này, hắn buông chén trà trong tay,
nói, tôi thủy chung không hiểu, vì sao chú Tiết muốn kiên trì làm tiệc mừng thọ cho Tiết lão. Từ Kiến Cơ nói, làm mừng thọ cũng được, nhưng không cần thiết phải làm to. Phùng Cảnh Lượng không nói gì, tuổi hắn lớn hơn một chút, biết loại chuyện này không thể đánh giá bừa bãi được, dù sao Trương Dương, Từ Kiến Cơ và Tiết Vĩ Đồng mới là huynh muội kết bái, người ta nói gì cũng không sao cả, mình vạn nhất không cẩn thận nói gì đó, truyền tới tai Tiết Vĩ Đồng khẳng định sẽ không tốt. Từ Kiến Cơ nói, tân khách tới đa số đều là chú Tiết mời, Tiết lão tự mình chỉ mời có hai người. Ai? Chu lão và Kiều lão. Kiều lão ngồi bên trong nơi chưa đồ lẳng lặng thưởng thức tảng đá của ông ta, nghe thấy tiếng bước chân, cũng dễ dàng từ trong thanh âm phán đoán ra là Kiều Trấn Lương. Trong tay Kiều Trấn Lương đang cầm một khối nguyên thạch mã não. Kiều lão cười nói, đưa cho tôi xem. Kiều Trấn Lương cầm nguyên thạch mã não đưa cho cha, cha, đây là quý xương tìm cho cha. Kiều lão cầm nguyên thạch mã não nhìn nhìn, sau đó đặt sang một bên, nói khẽ, hắn sao không tự mình tới đây tặng cho tôi. Kiều Trấn Lương nói, gần đây trường học nhiều việc lắm, vẫn là hắn bảo lái xe đưa tới. Kiều lão nói, có bận đến mấy thì cũng phải nhớ đến thăm tôi chứ, thì duy đâu. Con bé điên đó gần đây sao cũng không tới. Kiều Trấn Lương nói, nó gần đây đang bận yêu đương, Tiểu Quách từ Đông Giang tới, mấy ngày nay hai đứa nó bận đi chơi khắp ở Kinh Thành. Kiều lão mỉm cười gật đầu, tốt tốt, con bé đó cuối cùng cũng có định tính rồi, tôi vẫn chưa gặp Tiểu Quách, anh lát nữa liên hệ với bọn thì duy. Bảo chúng tới nhà ăn cơm, để tôi nhìn giúp nó. Kiều Trấn Lương nói, vâng, lát nữa con gọi điện thoại cho nó. Y nói xong thì tạm dừng một chút rồi lại nói, cha, hôm nay cha Tấn Nam tìm con nói chuyện. Kiều lão không hề cảm thấy ngạc nhiên, lạnh lùng nói, anh thấy sao? Kiều Trấn Lương nói, chuyện của Bộ Nông nghiệp, con trong thời gian ngắn sẽ hoàn thành giao nhận, cuối tháng này tới thành phố Tân Hải làm quyền bí thư thị ủy. Kiều lão nói, quyết định rồi à? Kiều Trấn Lương nói, quyết định rồi. Kiều lão nói, trước khi anh thượng nhiệm, gọi hết người trong nhà về, tề tụ một chút, nhất định phải bảo mộng viện về. Kiều Trấn Lương gật đầu, hắn nói khẽ, đợi lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho Trương Dương, bảo hắn nói với mộng viện. Giữa hai cha con mà còn phải chuyển lời à, anh Sang càng lúc càng buồn cười thế. Kiều lão nhíu mày, trên mặt đầy vẻ không vui. Kiều Trấn Lương nói, nó một mực đổ trách nhiệm cái chết của chuyện Mỹ lên người con. Trong lòng nó con như là kẻ hại chết mẹ nó, chứ không phải là cha nó. Câm mồm, Kiều lão phẫn nộ quát, giọng nói của ông ta khiến Kiều Trấn Lương run lên. Kiều lão chỉ vào y, nói, huyết mạch tương liên, nó là cốt nhục của anh, thân là cha, anh không ngờ không hiểu con gái mình, anh có biết mộng viện yêu anh thế nào hay không? Cho dù là ngăn cách tạm thời, anh có thể nói mình không có trách nhiệm trong cái chết của truyền Mỹ không? Anh dám nói anh đã tận hết trách nhiệm của một người cha không? Từ sau khi truyền Mỹ chết, trong thời gian lâu như vậy anh căn bản không có một hành động nào để hàn gắn quan hệ cha con. Nội tâm Kiều Trấn Lương rối rắm và đau khổ, cha không biết chân tướng của sự thật, những năm gần đây, y rốt cuộc đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Kiều lão tựa hồ ý thức được lời nói mới rồi của mình có chút quá nặng, ngữ khí dịu đi, Trấn Lương, truyền Mỹ tuy rằng đi rồi, nhưng nhà thì vẫn còn, anh còn có con trai, còn có con gái, còn có anh chị em, còn có tôi. Anh là trụ cột trong nhà, anh mang trên vai toàn bộ trách nhiệm của Kiều gia. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, cha, tôi minh bạch rồi, con sẽ cố gắng làm tốt. Kiều lão nói, buổi trưa ngày mai, tôi và bác Chu của anh hẹn gặp mặt, anh đi theo tôi. Kiều Trấn Lương ngạc nhiên nói, cha, không phải đã nói là tới chỗ Tiết lão ư. Kiều Trấn Lương biết quyết định của cha có nghĩa là gì, hắn và Chu lão ngày mai gặp mặt, nói cách khác. Hai người bọn họ đều sẽ không xuất hiện trong thọ yến của Tiết lão, ý nghĩa này tuyệt đối không bình thường. Giữa cha con luôn có rất nhiều lời chi tâm muốn nói, tuy rằng ngày mai chính là ngày sinh nhật, nhưng buổi chiều hôm nay Tiết lão vẫn hưng chí bừng bừng đi dạo Trường Thành, đi cùng ông ta chỉ có Tiết Thế Luân. Đoạn Trường Thành này vẫn chưa mở cửa ra ngoài, Tiết lão đứng trên đài phong hỏa đài, hơi thở có chút dồn dập. Tiết Thế Luân đưa cho cha một chai nước, Tiết lão xua tay, ý bảo y đưa máy ảnh cho mình. Sau đó lựa chọn mấy góc độ thích hợp để chụp, sau khi chụp xong hơn 10 tấm, Tiết lão mới cảm thấy mỹ mãn trở lại bên cạnh con trai, mấy bức này rửa xong khẳng định sẽ kinh diễm lắm. Tiết Thế Luân lại đưa nước tới. Tiết lão uống mấy ngụm rồi tựa vào trên tường thành, chuyện ngày mai anh đã an bài xong chưa? Tiết Thế Luân nói, cũng chẳng có gì mà an bài cả, gửi mấy thiệp mời, còn chuyện làm tiệc thì giao cho Đồng Đồng, nó lớn vậy rồi, làm chút chuyện nhỏ này vẫn dư sức.
Làm lớn như vậy cũng chẳng để làm gì, người nhà sum họp một chỗ là được rồi, việc gì cứ phải để mọi người đều biết, lời mời gửi đi, nhưng đến cuối cùng người khác không đến, Tiết gia chúng ta cũng mất hết mặt mũi. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, không thì là chúng ta thất lễ, không đến là người ta thất lễ, cha, nếu cha lựa chọn thì cha hy vọng Tiết gia chúng ta thất lễ hay là người khác thất lễ. Tiết lão lạnh lùng cười nói, tôi cả đời này đều không thích nợ người khác. Tiết Thế Luân nói, con cũng không thích nợ người khác. Giống tôi. Tiết Thế Luân nói, con nghe nói Kiều Trấn Lương đã định ra sẽ tới Tân Hải làm bí thư thị ủy. Tiết lão xoay người, hai tay đặt lên trên tường thành, nhìn dãy núi chập trùng, mặt trời đã ngả về tây, ánh mặt trời cũng không còn gắt như vừa rồi, cảnh vật trên dãy núi hiểm trở cũng phân ra màu sắc xanh tím bất đồng. Tím là tím, xanh là xanh, trong sắc thái uốn lượn kéo dài kia vẽ ra một đường ranh giới rõ ràng. Chương 1851, thất lễ 2. Tiết lão nói, năng lực bản thân của hắn không tồi, lúc trước nếu không phải là con trai của hắn gây chuyện, thì vẫn yên lành ở Bình Hải làm bí thư tỉnh ủy rồi. Tiết Thế Luân nói, tái ông mất ngựa mới biết là phúc, trải qua vấp pháp ngày đó, lần này không ngờ khoảng cách với Trung ương càng gần hơn. Tiết lão mỉm cười nói, có phải rất hâm mộ hay không? Tiết Thế Luân cười cười lắc đầu, có gì mà hâm mộ? Hắn chưa chắc đã đi được đường sáng, hắn là đi trên cầu độc mộc, làm quan và kinh thương, mọi người ai cũng có cái tự tại riêng. Theo con thấy, Kiều Trấn Lương không tự tại bằng con. Tiết lão vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, thật sao? Tiết Thế Luân cười nói, đương nhiên là thật, con đã bao giờ lừa cha chưa? Tiết lão cười ha ha, nói, trước đây con không dám. Có điều hiện tại cha già rồi, già đến hồ đồ luôn, con không chừng có gan lừa cha đấy. Tiết Thế Luân nói, cha vĩnh viễn là người con tôn kính nhất. Tiết lão nói, đừng chuốc mê hồn dược cho cha, lần này con thế nào cũng muốn giúp cha tổ chức thọ yến này, rốt cuộc là có mục đích gì? Không có mục đích gì cả, chỉ là muốn mượn chuyện này để biểu đạt hiếu tâm của con một chút. Tiết lão nói, hiếu tâm không cần phải biểu đạt. Nói xong câu đó, tay ông ta vỗ lên gò đặt tên. Nói, Thế Luân, con có phải lo lắng về sau không cơ hội làm mừng thọ cho cha hay không? Tiết Thế Luân nói, cha nghĩ đi đâu vậy, con chỉ là muốn mời đám bằng hữu tốt đến tụ họp, để cha gặp được đám bằng hữu ngày xưa. Cha không phải thường nói, rất nhớ đám bằng hữu bộ hạ trước đây ư. Tiết lão nói, lão bằng hữu trên đời này bằng hữu chân chính thật ra cũng không nhiều, thời gian có thể kiểm nghiệm rất nhiều chuyện. Ông ta nhìn về phương xa. Trong ánh mắt tràn ngập mê võng, Thế Luân, cha có chút hối hận. Tiết Thế Luân nói, hối hận gì? Tiết lão nói, cha không nên mời chú Kiều và chú Chu của con. Tiết Thế Luân nói, mấy người quen nhau lâu như vậy rồi, cũng trải qua nhiều chuyện, mời bọn họ tới không có gì không đúng cả. Tiết lão nói, Kiều Trấn Lương tới Tân Hải làm bí thư, hẳn là chú Chu của con gật đầu. Tiết Thế Luân nói, con có nghe được một lời đồn. Tạ Khôn Thành vốn rất có hy vọng được đảm nhiệm chứ bí thư thị ủy Tân Hải đã đắc tội với chú Kiều. Tiết lão nói, chú Kiều lòng dạ sao lại hẹp hòi như vậy, bởi vì một chuyện nhỏ mà ghi hận Tạ Khôn Thành. Ông ta lắc đầu, không thể nào. Tiết Thế Luân nói, cha, theo cha, chuyện này có phải là đã được sắp đặt trước hay không, Tạ Khôn Thành chỉ là bất hạnh thành vật hy sinh, người được lời không nghi ngờ gì nữa chính là Kiều Trấn Lương. Muốn làm thành chuyện này, chỉ bằng vào sức ảnh hưởng của một người thì vẫn chưa đủ. Cho nên phải đạt thành ăn ý. Trên mặt Tiết lão đã không còn nụ cười, nói khẽ, con từ lúc nào bắt đầu cảm thấy hứng thú với chính trị thế? Tiết Thế Luân nói, không có hứng thú gì, chỉ là đột nhiên ngộ ra thôi. Ngộ ra gì? Tiết Thế Luân không trực tiếp trả lời cha, mà hỏi ngược lại cha. Trong quan trường tồn tại bằng hữu chân chính ư? Tiết lão nói, mỗi người đều có đáp án bất đồng của mình. Nói xong câu đó, ông ta tựa hồ có chút không vui. Xoay người bước lên trinh đồ. Chu Hưng Quốc vốn muốn đến giúp đỡ, nhưng hắn đột nhiên nhận được tin tức, ở mỏ xảy ra chuyện, phải lập tức chạy trở về. Hắn thông chi cho Tiết Vĩ Đồng thì đã đi trên đường. Tiết Vĩ Đồng nghe nói ngay cả đại ca kết bái cũng không thể tham dự thọ yến của ông nội, cô ta không nói câu nào gác máy luôn. Ông nội và cha vừa hay về tới nhà vào lúc này, Tiết Vĩ Đồng ra ngoài đón, Tiết lão nói, hai cha con nói chuyện đi, ông lên lầu nghỉ ngơi một lát. Sau khi Tiết lão rời khỏi, Tiết Vĩ Đồng tiến lên giữ chặt tay cha, nói khẽ, cha. Tiết Thế Luân vỗ vỗ mờ u bàn tay cô ta, mỉm cười nói, con gái ngoan, làm sao vậy? Hình như con có chút không vui. Tiết Vĩ Đồng nói, rất nhiều người đều có việc không tới.
Tiết Thế Luân cười nói, vậy thì sao? Tiết Vĩ Nồng nói, nếu trước đây khi ông nội chưa về hưu, con thấy bọn họ người nào dám không đến, hiện tại đều thấy ông nội về hưu rồi, trong tay không có quyền lực, cho nên căn bản không cần nể mặt mũi Tiết gia chúng ta. Ngay cả Tiết Vĩ Nồng cũng không tránh khỏi sinh ra cảm giác lòng người dễ thay đổi. Tiết Thế Luân cười nói, nhà đầu ngốc, mỗi người đều có chuyện riêng, có lẽ người ta thực sự có việc, không thể tới dự. Những lời này không thể nói lung tung được. Tiết Vĩ Nồng nói, cha, cha cho rằng con còn nhỏ ư, con đã trưởng thành rồi, con hiểu hết. Tiết Thế Luân nhéo nhéo hai má của cô ta, mỉm cười nói, nhà đầu, cha biết con đã trưởng thành. Nhưng chính bởi vì con trưởng thành, đối với rất nhiều chuyện liền không thể quá để ý được, trong lòng mỗi người cũng phải có một cán cân, phải biết cái gì nặng cái gì nhẹ, phải biết cân nhắc giá trị và lợi hại của mỗi một chuyện. Tuy rằng Tiết gia chúng ta mời mọi người tới tham gia thọ yến, mục đích rất đơn thuần, nhưng rất nhiều người thế tất sẽ phủ một tầng sắc thái chính trị lên chuyện này. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, con gái, cha muốn hỏi con một câu, con cố sức xử lý thọ yến lần này như vậy mục đích là gì? Đương nhiên là để ông nội cao hứng rồi. Tiết Thế Luân gật đầu nói, thế thì được rồi. Nhưng, ông nội nhìn thấy nhiều người như vậy không đến, trong lòng khẳng định sẽ mất hứng, ông sẽ có cảm giác người vừa đi trà liền lạnh, sớm biết rằng như vậy chúng ta không bằng không làm cuộc thọ yến này. Tiết Thế Luân cười cười lắc đầu, ông nội sẽ không vậy đâu, ông sẽ nhìn thấy hiếu tâm của con cái, ông sẽ vui mừng vì nhìn thấy bằng hữu chân chính, về phần những người không tới, ông nội sẽ hiểu, ông nội sẽ không so đo, chỉ cần ông vui vẻ thì ông sẽ không so đo, chúng ta cần gì phải nghĩ nhiều. Tiết Vĩ Nồng cắn cắn môi, thật ư. Tiết Thế Luân gật đầu nói, thật, nhà đầu ngốc, mau đi chuẩn bị đi. Tiết Vĩ Nồng đứng lên, lúc này Tiêu Quốc Thành tới. Tiết Vĩ Nồng tiến lên tặng cho y một cái ôm nhiệt tình, bác Tiêu. Tiêu Quốc Thành cười nói, Vĩ Nồng càng lúc càng đẹp. Tiết Vĩ Nồng lập tức kháng nghị, dối trá, bác Tiêu càng lúc càng dối trá, không ai khen con đẹp cả, cho dù là khen thì cũng khen con đẹp trai. Tiêu Quốc Thành và Tiết Thế Luân đều bị cô ta chọc cười, Tiết Vĩ Nồng vẫy tay nói, con còn phải đi xử lý chuyện thọ yến, hai người nói chuyện đi. Tiết Vĩ Nồng đi rồi, Tiết Thế Luân và Tiêu Quốc Thành cùng nhau tới thư phòng. Tiết Thế Luân đưa cho Tiêu Quốc Thành một điếu xì gà, tôi vừa tới Trường Thành với lão gia tử về, ông ấy hơi mệt nên đi nghỉ rồi. Y vừa nói chuyện vừa châm xì gà cho Tiêu Quốc Thành. Tiêu Quốc Thành hít một hơi rồi ho khan một tiếng. Tiết Thế Luân nói, vẫn ho à? Tiêu Quốc Thành nói, gần đây tốt hơn nhiều rồi, hút thuốc nên lại ho thôi. Tiết Thế Luân cười nói, hết sẹo rồi quên đau chính là nói những người như anh. Tiêu Quốc Thành nói, bí thư cố tạm thời ở trong tứ hợp viện của tôi. Tiết Thế Luân gật đầu, lão gia tử tuổi lớn rồi, đặc biệt nhớ bạn cũ, lần này tôi gọi cả đám bộ hạ cũ của ông ấy đến, chính là muốn vui vẻ một bữa. Tiêu Quốc Thành nói, Thế Luân, có câu tôi vẫn luôn muốn nói với anh, thật ra thọ yến lần này xử lý có chút quá mức rầm rộ. Tiết Thế Luân, tôi minh bạch ý của anh. Tiêu Quốc Thành nói, anh không lo lắng hảo tâm lại làm hỏng chuyện ư. Tiết Thế Luân nói, lão gia tử sóng gió gì mà chưa trải qua đâu, tâm lý của ông ấy chịu đựng được. Tiêu Quốc Thành phả ra một làn khói, nói Thế Luân, chúng ta đã có nhiều tài phú như vậy, trong lòng anh còn có cái gì chưa đủ. Tiết Thế Luân nói, anh luôn hiểu tốt, biết trong lòng tôi nghĩ gì. Tiêu Quốc Thành nói, tôi biết, anh thích nhất là đọc một quyển sách bá tước Monte Cristo, lý tưởng lớn nhất của anh chính là một ngày kia sẽ giống cha nuôi, thậm chí vượt qua ông ta. Tiết Thế Luân cười ha ha, nói chuyện lúc trẻ lông bông thôi, tôi hiện tại đã là thương nhân, thật ra cho dù thời gian quay trở lại thì tôi cũng sẽ không tòng chính. Tiêu Quốc Thành nói thật ư. Tiết Thế Luân nói, tôi đã dối anh bao giờ chưa? Tiêu Quốc Thành cười nói, tôi cũng không dám bảo đảm. Tiết Thế Luân nói, huynh đệ mấy chục năm trời anh không ngờ lại không tin tôi, Quốc Thành à Quốc Thành, anh khiến tôi rất thất vọng. Tiêu Quốc Thành cười nói, tôi vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng từ lần này anh kiên trì chuẩn bị tiệc thọ, tôi lại phát hiện mình không hiểu anh. Tiết Thế Luân nói, đó là bởi vì anh nghĩ quá phức tạp, thật ra điểm xuất phát của tôi rất đơn giản. Tiêu Quốc Thành nói, có nghe nói một chuyện hay không, Kiều Trấn Lương muốn tiếp nhiệm bí thư thị ủy Tân Hải. Tiết Thế Luân gật đầu nói, không ngờ Kiều gia và Chu gia cuối cùng vẫn đi lại với nhau. Tiêu Quốc Thành nói, chuyện chính trị trước giờ đều là phân phân hợp hợp mà. Tiết Thế Luân nói, hợp lâu tất phân lâu tất hợp, không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chu Hưng Dân xuất nhiệm tỉnh trưởng Bình Hải, Kiều Trấn Lương xuất nhiệm bí thư thị ủy Tân Hải,
sau lưng việc này nhất định có vấn đề. Tiêu Quốc Thành nói, tôi cũng không nói sai, anh vẫn chú ý tới những chuyện chính trị này. Tiết Thế Luân khinh thường nói, chính trị. Tiêu Quốc Thành nói, có phải trong lòng có chút buồn bực hay không, vốn bánh ngọt chính trị có một phần của anh, nhưng hiện tại anh lại bị vô tình vứt bỏ bên ngoài. Tiết Thế Luân nói, Quốc Thành, anh thực sự cho rằng tôi coi trọng mấy thứ này như vậy ư? Tiêu Quốc Thành không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, mà nói, tôi một mực cho rằng anh sống thoải mái hơn tôi, nhưng hiện tại xem ra tôi và anh đều mệt mỏi. Tiết Thế Luân cười nói, tôi không cảm thấy mệt, là anh cảm thấy tôi mệt. Tiêu Quốc Thành nói, không ai vĩnh viễn có thể huy hoàng, vĩ nhân nhìn xa trông rộng thường thường đều hiểu được đạo lý giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tiết Thế Luân nói, sai. Cho dù là vĩ nhân nhìn xa trông rộng cũng không nhất định đều hiểu được đạo lý giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, anh sở dĩ có thể nhìn thoáng, là vì anh đang ở ngoài cuộc, Tần Hoàng Hán Võ so với chúng ta thì anh minh hơn vô số lần, được cho nhìn xa trông rộng, nhưng bọn họ lại vẫn để mất bản thân trước mặt quyền lực chính là độc dược. Chương 1852, vai diễn đao mã 1. Ai cũng có thể nhìn ra Tiết Vĩ Đồng rất không vui. Phùng Cảnh Lượng sau khi điều chỉnh thực đơn thì đi trưng cầu ý kiến cô ta, Tiết Vĩ Đồng chán nản nói, anh cứ xem mà làm. Phùng Cảnh Lượng nói, vậy tôi quyết định thay cô. Tiết Vĩ Đồng gật đầu. Phùng Cảnh Lượng đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương, tôi đi chuẩn bị, hai người các anh trò chuyện. Hắn đi đến trước cửa lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, tôi sai người dựng đài rồi đấy, có muốn xem không? Tiết Vĩ Đồng nói, đã nói là anh cứ quyết định, anh không cần hỏi tôi. Phùng Cảnh Lượng ngượng ngùng cười nói, Tiết gia, chuyện này tôi không quyết định được. Tiết lão thích nghe diễn gì, đến bây giờ tiết mục vẫn chưa được định. Tiết Vĩ Đồng có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Trương Dương biết tâm tình cô ta không tốt, lo lắng cô ta chút giận lên Phùng Cảnh Lượng, kịp thời nói, nếu là chúc thọ cho Tiết lão thì sáng mai vẫn hát khúc mừng thọ đi, hình như có vở gọi là ngũ nữ mừng thọ đấy, cứ hát cái đó đi. Phùng Cảnh Lượng cười nói, lão đệ. Xem ra phương diện nghe hát cậu là người ngoài nghề rồi, ngũ nữ mừng thọ đó là Việt kịch, trong kinh kịch không vở này, mà cô hiến thọ thì có, không bằng hát khúc này đi. Trương Dương nói tốt, khúc này nghe như chúc mừng. Phùng Cảnh Lượng nói, Trương lão đệ, lát nữa viện kinh kịch tới, cậu tốt nhất là theo tôi đi xem, hai chúng ta cùng nhau quyết định khúc mục. Trương Dương nói, được, hắn đứng dậy muốn đi theo Phùng Cảnh Lượng. Phùng Cảnh Lượng lại nói, không vội. Lát nữa tôi sẽ điện thoại cho cậu. Hắn lại đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương, ý tứ là bảo Trương Dương khuyên bảo Tiết Vĩ Đồng, tình tự của nha đầu kia có chút không vui. Sau khi Phùng Cảnh Lượng rời khỏi, Tiết Vĩ Đồng nói, đúng là phiền phức. Trương Dương nói, lão Phùng cũng là có hảo tâm thôi mà, người ta làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải bởi vì coi em là bằng hữu ư, không có công lao thì cũng có khổ lao. Tiết Vĩ Đồng nói, em không phải nói hắn, em là nói cái đám người đó kìa. Ôi, chúng ta còn là huynh muội kết bái, hiện tại mừng thọ ông nội em. Nhìn thái độ của các anh kìa, căn bản không coi em là em kết nghĩa. Trương Dương nói, em gái, nói chuyện phải bằng lương tâm, Tiết lão là ông nội em, bọn anh cũng coi như là ông nội bọn anh, nhưng ai mà không có việc chứ, Chu lão đại lần này xảy ra chuyện ở mỏ, bằng không hắn cũng sẽ không vội vã mà đi đâu. Mà vẫn còn anh và Kiến Cơ mà, mấy ngày nay, bọn anh cái gì cũng làm. Em bảo bọn anh làm gì thì bọn anh làm cái đó. Tuyệt đối không oán thán nửa câu. Tiết Vĩ Đồng nói, Tam ca, em cũng không phải là trách các anh. Em biết các anh ai cũng có việc, nhưng trong lòng em vẫn không thoải mái. Nếu năm đó ông nội em chưa về hưu, mưu thọ của ông căn bản chẳng cần mời ai. Quan viên lớn nhỏ chỉ cần có thể chèo kéo được quan hệ là chen nhau đến đổ cả cửa nhà em. Nhưng hiện tại phải mời người khác, mà người ta đều nói có việc, để nhà ông nội nhìn thấy trường hợp như vậy. Lão nhân gia người trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Tiết Vĩ Đồng nói mà mắt đỏ cả lên, cô ta xưa nay rất kiên cường, không dễ rơi nước mắt, giờ cũng chỉ là vì quá thương tâm. Trương Dương nói, em gái, Tiết lão khẳng định sẽ không nghĩ như vậy, anh tuy rằng không ở lâu với ông ấy bằng em, nhưng anh biết. Tiết lão đã sớm nhìn thoáng tất cả rồi, chúng ta nếu là chuẩn bị tiệc thọ, nên vui vẻ, muốn lừa lão gia tử vui vẻ, đầu tiên chúng ta phải tự vui vẻ đã. Người ta thực sự có việc cũng được. Cố ý thoái thác không đến cũng được. Trăm ngàn lần đừng để loại chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình, mời bọn họ, chính là cho bọn họ mặt mũi, bọn họ không cần mặt mũi thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới Tiết gia của em cả. Khi Trương Dương những lời này trong lòng thầm hổ thẹn, một gậy đánh chết cả một đám người, Ngộ Thương luôn cả cha nuôi và mẹ nuôi.
Qua những lời vừa rồi của Trương Dương, Tiết Vĩ Đồng cũng đã cảm giác tốt hơn rất nhiều, không sai, việc gì phải để ý tới suy nghĩ của người khác, chỉ cần ông nội vui vẻ là được rồi. Cô ta nói khẽ, Tam ca, tôi tính tình của em không tốt, có chỗ nào đắc tội thì anh thông cảm cho nhé. Trương Dương cười nói, chúng ta là huynh muội kết bái, giữa huynh muội có cần phải nói những lời dối trá vậy không? Tiết Vĩ Đồng nói, anh mới dối trá. Nói xong bản thân cũng không nhịn được liền bật cười. Lúc này Phùng Cảnh Lượng gọi điện thoại tới, kêu Trương Dương cùng đi chọn diễn. Trương Dương vốn định kêu Tiết Vĩ Đồng cùng đi, nhưng Tiết Vĩ Đồng lắc đầu nói, em không đi đâu, lát nữa còn có bằng hữu tới, tối nay chúng ta ở đây thử đồ ăn trước. Trương Dương nói, nhưng anh không biết Tiết Lão thích nghe vở nào. Tiết Vĩ Đồng nói, Ngự Bi Đình. Trương Đại Quan Nhân tới đại sảnh của Tử Kim Các, nhìn thấy bên trong răng đèn kết hoa, phía chính nam còn có một sân khấu nhỏ để làm nơi diễn kịch. Phùng Cảnh Lượng đứng trước sân khấu kịch, đang nói gì đó với một nam một nữ, nhìn thấy Trương Dương, hắn cười cười vẫy vẫy tay với Trương Dương, Trương Lão Đệ, bên này. Trương Dương đi tới, Phùng Cảnh Lượng giới thiệu nam tử đó với hắn, vị này là viện trưởng tiền của Viện Kinh Kịch, Tiền Xuân Lâu, được coi là nhân vật cấp ngôi sao sáng của giới kinh kịch. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cửu ngưỡng đại danh, hắn bắt tay với Tiền Xuân Lâu, trên thực tế hắn rất ít nghe kinh kịch, cũng không biết các nhân vật của kinh kịch. Nếu Phùng Cảnh Lượng tôn sùng đối với người ta như vậy, lại nghe nói hắn là viện trưởng của Viện Kinh Kịch, chắc cũng là nhân tài kiệt xuất trong nghiệp. Phùng Cảnh Lượng lại giới thiệu nữ tử cho hắn, vị này tên là Vu Hồng Chiêu, là thanh y nhất đẳng trong nước. Trương Đại Quan Nhân lại hư ngụy nói, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Vu Hồng Chiêu này khoảng 40 tuổi, khí chất cũng phi phàm, có điều thấy hơi có chút làm ra vẻ, có thể người hát hí khúc đều là như thế này. Phùng Cảnh Lượng giới thiệu thân phận của Trương Dương cho bọn họ. Vu Hồng Chiêu nghe nói Trương Dương là bí thư thị ủy Tân Hải, hai mắt cũng sáng ngời, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dù sao trẻ tuổi như vậy có thể lên làm bí thư thị ủy thì cũng không gặp nhiều, trong mặt cô ta người có thể quan hệ với Phùng Cảnh Lượng thì cũng không phải là nhân vật bình thường. Phùng Cảnh Lượng nói, ngày mai diễn xuất chúng ta cố gắng phụng hiến những tiết mục phấn khích nhất trong thời gian hữu hạn. Tiền Xuân Lâu nói, ý tưởng ban đầu của tôi là ngày mai dùng vũ hí để mở màn, kết thúc cũng là vũ hí, chính là xiếc ảo thuật hay nhào lộn gì đó. Ở giữa là hát ba bài, vừa rồi Phùng Tổng đã quyết định bài, mà cô Hiến Thọ còn hai bài chưa xác định. Trương Dương nói, Tiết Lão thích nghe Ngự Bi Đình. Tiền Xuân Lâu cười nói, Ngự Bi Đình không thành vấn đề, đó là khúc mục truyền thống của chúng tôi, còn một khúc nữa. Phùng Cảnh Lượng nói, nếu là Trúc Thọ thì phải vô cùng náo nhiệt. Tôi đề nghị một cuộc đả hí thật là náo nhiệt. Vu Hồng Chiêu nói, hay là diễn vở mục Quế Anh đả phá thiên môn trận, gần đây chính là khúc mục trọng điểm mới biên của Viện Kinh Kịch chúng tôi, diễn từ đầu năm đến giờ, có thể nói là lần nào diễn cũng đầy người xem. Trương Dương nói, được đây, vở này hắn chưa nghe, nhưng cố sự mục Quế Anh đả phá thiên môn trận thì hắn biết. Vu Hồng Chiêu cười nói, chỉ cần bí thư Trương đồng ý TH chúng ta cứ quyết định trên cơ bản đi. Phùng Cảnh Lượng nói, nhất định phải mời Liễu Đan Thần tới. Liễu Đan Thần là hoa đán kinh kịch mới nổi gần đây, thời gian xuất đạo tuy rằng không lâu, nhưng cũng đã thành hoa đán được xem trọng nhất trong giới kinh kịch trong nước. Mục Quế Anh đại phá thiên môn trận của Viện Kinh Kịch nổi bật có nhờ có diễn xuất của cô ta. Tiền Xuân Lâu cười ha ha, nói, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới rồi. Trương Dương nhìn ra ngoài cửa, liền thấy một cô gái thướt tha chậm rãi đi về phía bọn họ, đôi mắt sáng linh động. Thấy mấy người đều đang nhìn cô ta, Liễu Đan Thần cười cười, mỗi người đều cho rằng cô ta đang cười với mình, da thịt trắng như tuyết, đi thướt tha như liễu trong gió, khiến cho người ta có một loại cảm giác như trong vở diễn, nhưng trên người của cô ta lại không hề biểu hiện ra bất kỳ điệu bộ gì, ngược lại có hương vị vũ mị không nói thành lời. Vu Hồng Chiêu vẫy vẫy tay với cô ta, Liễu Đan Thần đi tới cầm Vu Hồng Chiêu, Vu Hồng Chiêu, nũng nịu nói, chị Vu. Giọng nói mềm mại uyển chuyển, giống như chim hoàng oanh xuất khốc. Lại không khiến cho người ta cảm thấy cạch cớm, cô gái này đúng là không tầm thường. Tiền Xuân Lâu cười nói, nếu là tới diễn xuất cho Tiết Lão, chúng ta đương nhiên phải dùng hết tinh binh cường tướng. Ngày mai thiên môn trận sẽ quyết định để Đan Thần diễn. Liễu Đan Thần nói, tôi còn tưởng rằng ngày mai chỉ là văn hí. Tiền Xuân Lâu nói, bí thư Trương muốn xem vũ hí. Liễu Đan Thần liếc Trương Dương một cái, trên đời này có loại nữ nhân trời sinh đã vũ mị. Liễu Đan Thần không nghi ngờ gì nữa thuộc loại này, sự quyến rũ của cô ta là sinh ra đã có, cho dù là một ánh mắt tùy ý cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy cô ta đang dùng ánh mắt câu hồn anh. Trương Đại Quan Nhân cười cười,
không phải tôi muốn xem, là tôi thấy Tiết lão chắc muốn xem. Sân khấu đã dựng xong, hai tiểu tử của viện kinh kịch trên sân khấu đang thử nhào lộn bên trên, Phùng Cảnh Lượng nói, mấy vị có muốn đi lên đài, thử xem đài mà chúng ta dựng rốt cuộc là thế nào. Vu Hồng Chiêu nói, đan thần đi đi. Phùng Cảnh Lượng cười nói, thật ra tôi từ lâu đã muốn xem Liễu tiểu thư diễn, hôm nay thể hiện thử cho tôi và bí thư Trương được mở mang tầm mắt. Liễu đan thần vốn không muốn lên đài, nhưng Tiền Xuân Lâu thầm nháy mắt cho cô ta, trước mặt nhiều người như vậy, Liễu đan thần cũng không tiện không nể mặt hắn, liền đi ra sau sân khấu thay quần áo. Tiền Xuân Lâu nói, đan thần không bao lâu nữa khẳng định sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong nước. Nói xong hắn nhìn Vu Hồng Chiêu cười nói, tôi cũng không có ý khác. Vu Hồng Chiêu cười nói, sóng sau đè sóng trước mà, thấy có người mới như đan thần nổi lên, tôi vui còn không kịp nữa là. Phùng Cảnh Lượng kéo Trương Dương ngồi xuống ở bên cạnh, mang trà lên, nghiêng người nói với Trương Dương, Liễu đan thần này hiện tại là hồng nhân của kinh thành. Trương đại quan nhân thực sự cầu thị nói, bình thường tôi không xem kinh kịch, tôi thực sự là chưa từng nghe nói. Phùng Cảnh Lượng nói khẽ, tốc độ nổi lên của nha đầu đó như hỏa tiễn ấy, phải biết rằng trong giới hí kịch muốn nổi lên thì phải có người nâng, cô ta lên nhanh như vậy, khẳng định là có liên quan tới thiên phận, nhưng đương nhiên cũng phải có người đỡ. Trương Dương nói khẽ, ai đỡ? Phùng Cảnh Lượng cười nói, nhiều lắm, con cháu quan lớn của 49 thành không ít người mê cô ta, đám nha nội trẻ tuổi này, nào có hiểu thưởng thức kinh kịch gì đâu, còn chẳng phải là vì thấy người ta xinh đẹp ư. Chương 1853, vai diễn Đao Mã 2. Lúc này Liễu Đan Thần đã thay quần áo biểu diễn màu đỏ đi lên sân khấu kịch, Tiền Xuân Lâu giáp tâm muốn thể hiện với Phùng Cảnh Lượng, cầm một cây thương ném tới Quế Anh, tiếp thương. Mắt phượng của Liễu Đan Thần liếc tới, quả nhiên là ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, bàn tay trắng nõn quơ nhẹ trên không trung, thoải mái tóm lấy cán thương, rồi xoay tròn như máy xay gió trong tay. Hoa thương càng múa càng nhanh, cô ta khom mình, vòng thương ra sau lưng, sau đó lại ném thương ra, không thèm nhìn, quay một vòng rồi bắt lại lấy thương. Phùng Cảnh Lượng ở đó lớn tiếng khen hay. Hai tiểu tử của viện kinh kịch cũng lộn nhào theo, vừa cao vừa đẹp, thay đổi góc liên tục. Thương trong tay ném về phía Liễu Đan Thần, à Liễu Đan Thần cũng dùng thương đón đỡ, đối đả trong kinh kịch khác với đấu võ, chú trọng biểu diễn, chứ không phải là vì mục đích công kích, quan trọng là phối hợp, không những phải đỡ thương, còn phải chuẩn xác dùng thương mà gạt, để người cộng tác thuận lợi bắt lại thương. Nhìn thì dễ, nhưng cũng không biết phải bỏ bao nhiêu công sức và mồ hôi mới làm được. Thân thủ của Liễu Đan Thần quả nhiên không tồi, trên sân khấu kịch một đường múa thương khiến cho người ta hoa cả mắt. Phùng Cảnh Lượng vỗ đến đỏ cả tay. Liền thấy Liễu Đan Thần đầu tiên là giơ chân trái đá bay một thương, sau đó chân phải lại móc một thương đá ra ngoài, sau đó thân thể bay lên không đá lại một cây hoa thượng được ném về phía cô ta, sau khi rơi xuống đất thì một cây thương đặt lên vai cô ta. Cô ta xoay hông, xoay tại chỗ theo cán thương của đối phương. Trương đại quan nhân cũng không khỏi khen hay. Nhưng khi mấy người đang xem hoa cả mắt thì liền nghe thấy trên sân khấu truyền đến tiếng ối. Liễu Đan Thần lảo đảo lui mấy bước, tay phải dùng thương cắm xuống đất, tay trái thì ôm hông, lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn, nhìn hình như là chật lưng rồi. Tiền Xuân Lâu và Vu Hồng Chiêu vội vàng chạy tới, Trương Dương và Phùng Cảnh Lượng cũng đi theo. Quả nhiên, Liễu Đan Thần vừa rồi vô ý xoay đến chật lưng rồi, cắn môi, hít một hơi lạnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiền Xuân Lâu nói, sao không cẩn thận như vậy? Vu Hồng Chiêu nói, vết thương ở thắt lưng Đan Thần là vết thương cũ, anh đừng trách cô ấy, cô ta cũng không muốn mà. Liễu Đan Thần nói, tôi không sao. Trương đại quan nhân lưu ý thấy trên trán cô ta đã túa mồ hôi, xem ra không giống giả vờ. Trương đại quan nhân lăn lộn lâu ở trong quan trường đâm ra có tật xấu này. Bất kể xảy ra chuyện gì, mặc kệ có phải hắn tận mắt thấy hay không, đầu tiên đều nghĩ đến người ta có phải đang giả vờ hay không. Liễu Đan Thần tiến về phía trước một bước. Lại thở nhẹ một tiếng, Vu Hồng Chiêu vội vàng đỡ lấy cô ta, Đan Thần. Em đừng vội. Liễu Đan Thần lắc đầu nói, lần này thì phiền rồi, bị thương thực không đúng lúc. Phùng Cảnh Lượng cũng thầm kêu không ổn, nghĩ thầm sáng mai còn phải diễn xuất. Cô hôm nay chật lưng, kể ra thì chuyện này còn phải tự trách mình, nếu không phải hắn muốn Liễu Đan Thần đi lên sân khấu làm nóng thì cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Phùng Cảnh Lượng nói, mau đưa tới bệnh viện đi. Vạn nhất làm ảnh hưởng tới vết thương thì phiền đó. Liễu Đan Thần nói, không cần, vết thương cũ thôi mà, cho dù tới bệnh viện thì bọn họ cũng không có phương pháp hay gì đâu,
nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Cô gái này vô cùng kiên cường, khập khiễng kiên trì đi lên trước. Trương Dương đi tới nói, tôi cõng cô. Liễu Đan Thần ngây ra một thoáng, lập tức hai gò má đỏ bừng, cô ta không quen Trương Dương, Phùng Cảnh Lượng thầm than trong lòng, thằng cha Trương Dương này tám phần lại là lòng xuân đại động rồi, thằng ôn này, không thể cho gặp gái đẹp được. Phùng Cảnh Lượng lần này trách oan Trương Dương rồi, Trương đại quan nhân không ý đó. Trương Dương nói, bị trật lưng thì tốt nhất đừng lộn xộn. Hắn ngồi xuống. Liễu Đan Thần nhìn thấy hắn đã làm ra động tác như vậy, hơn nữa thật sự là lưng đau quá, lập tức cắn cắn môi, hai tay ôm cánh tay Trương Dương. Trương Dương cõng cô ta lên, đi xuống sân khấu kịch. Bảo Phùng Cảnh Lượng ghép hai cái bàn lại rồi cẩn thận đặt Liễu Đan Thần lên bàn. Vu Hồng Chiêu nói, hay là mau chóng đưa tới bệnh viện đi. Trương Dương nói, không cần đưa tới bệnh viện. Tôi từ nhỏ đã học một số kỹ nghệ xoa bóp massage, nếu mấy người tin tôi thì tôi sẽ trị liệu giúp cô ấy. Liễu Đan Thần chớp chớp mắt, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, cô ta thật sự không tin quan viên trẻ tuổi này biết xoa bóp massage gì. Trong mắt Phùng Cảnh Lượng, thằng cha Trương Dương này sắc sắc đảm bao thiên, không ngờ ở trước mắt bao người muốn mượn cớ massage để dở trò. Khi Liễu Đan Thần đang chuẩn bị từ chối thì nghe thấy một giọng nữ dễ nghe nói, cô tin hắn đi. Bản lĩnh massage của anh Trương Dương tuyệt đối là nhất lưu trong nước đấy. Cố Dưỡng Dưỡng không biết từ lúc nào đi ra. Trương Dương cười nói, Dưỡng Dưỡng, em xong việc rồi à? Cố Dưỡng Dưỡng nói, tất cả chuẩn bị xong rồi, hiện tại không còn việc gì nữa. Lời nói của cô gái thuần khiết như nước như Cố Dưỡng Dưỡng tất nhiên là đáng tin hơn Trương Đại Quan Nhân. Liễu Đan Thần nói, thế thì phiền quá. Cố Dưỡng Dưỡng nói, có gì mà phiền, tôi thấy cô bị thương không nhẹ. Nếu không tìm được bác sĩ Cao Minh thì sẽ ảnh hưởng tới diễn xuất ngày mai, chỉ cần anh Trương Dương của tôi trị liệu giúp cô, lát nữa cô có thể hoạt động như thường, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện ngày mai. Trương Đại Quan Nhân cười nói, Dưỡng Dưỡng, em đưa anh lên cao quá, không sợ anh ngã đau à? Phùng Cảnh Lượng nói, Liễu Tiểu Thư, tôi thấy hay là để Bí Thư Trương thử xem, Bí Thư Trương còn là cao thủ võ thuật đấy. Liễu Đan Thần không biết võ thuật và y thuật có liên quan gì với nhau. Có điều quả thực có rất nhiều cao thủ võ thuật đều am hiểu xoa bóp nối xương, cô ta gật đầu nói, vậy phiền Bí Thư Trương. Trương Dương bảo Liễu Đan Thần nằm lên bàn, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, từ cổ cô ta dọc theo sống lưng rồi tiến tới thắt lưng. Chiêu thức này của Trương Đại Quan Nhân tên là niết cốt, khác với chẩn đoán bình thường của Trung Y đối với bệnh xương. Trương Dương dùng nội tức khu động, chỉ đi một vòng trên xương sống của Liễu Đan Thần là biết cô ta bị thương ở đâu. Những lời vừa rồi của Liễu Đan Thần đều là thật. Trương Dương nói, vết thương ở thắt lưng của cô đã lâu năm rồi. Liễu Đan Thần nói, tôi từ năm lên 4 tuổi đã theo sư phụ luyện công, đến nay đã được 18 năm, làm nghề như chúng tôi, nhìn thì phong quang lắm, nhưng ai mà không mình đầy bệnh. Trương Dương nói, xương cổ thắt lưng và xương cụt của cô đều bị thương, nếu không trừ tận gốc, để lâu thì càng tích càng nặng, hiện tại có lẽ cô cảm thấy không sao, nhưng cứ thế này thì có một ngày sẽ gây thành họa lớn. Liễu Đan Thần đối với lời nói của Trương Dương thì nửa tin nửa ngờ, dù sao mình vừa rồi đã nói là vết thương cũ. Trương Dương rất có thể là thuận theo lời nói của mình mà nói. Trương Dương nói, rất nhiều xương cốt của cô đều có vấn đề, muốn chữa khỏi triệt để thì nhất định phải bó xương, thời gian hôm nay không nhiều lắm, muốn bó xương thì chỉ có đợi ngày khác. Phùng Cảnh Lượng đứng bên cạnh nghe, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, hắn vội vàng xoay đi, gặp vô sỉ rồi, chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Muốn bó xương thì chỉ đành đợi ngày khác, Trương Dương à Trương Dương, anh cũng quá lưu manh rồi. Phùng Cảnh Lượng không cho rằng mình nghĩ sai, chuyện phong lưu của Trương Dương hắn đã được nghe nói cả sọt. Liễu Đan Thần và Cố Dưỡng Dưỡng hiển nhiên đều không nghĩ siêu vẹo, Cố Dưỡng Dưỡng nói, Trương Dương, sao phải đợi ngày khác? Giờ giúp cô ta bó xương luôn đi. Phùng Cảnh Lượng nghĩ thầm, bó xương chỉ sợ không thỏa mãn được thằng cha này. Trương Dương nói, tôi có thể chữa khỏi trật lưng cho cô ta trước. Nói xong, hắn đè tay lên eo Liễu Đan Thần, Liễu Đan Thần cảm thấy lòng bàn tay của Trương Dương rất nóng, không lâu sau liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu thuận theo lòng bàn tay Trương Dương cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào trong cơ thể cô ta, nói đến cũng lạ, vừa rồi còn đau đớn, lúc này cơn đau không ngờ lại biến mất. Trương Dương hóa trưởng thành niết, ngón cái và ngón trỏ niết phần thắt lưng của Liễu Đan Thần rồi đẩy xuống phía dưới, tất cả mọi người nghe thấy rắc một tiếng. Liễu Đan Thần rên lên một tiếng. Tiếng này truyền vào trong tai mấy vị nam ở đây, bọn họ tâm thần đều rung động hiện đại xã hội hiện đại, người ta rất dễ hiểu sai. Tay của Trương Dương rời khỏi thân thể Liễu Đan Thần,
mỉm cười nói cô đứng lên thử xem. Trong mắt Liễu Đan Thần tràn ngập vẻ nghi ngờ, Cố Dưỡng Dưỡng nói cô đứng lên thử xem, anh Trương Dương của tôi không lừa cô đâu. Liễu Đan Thần tuy rằng không tin, nhưng phần eo của cô ta lúc này cũng không đau chút nào. Được Cố Dưỡng Dưỡng đỡ, cô ta cẩn thận bước xuống bàn, đi một bước nhỏ về phía trước, phần eo không có cảm thấy đau đớn. Liễu Đan Thần bảo Cố Dưỡng Dưỡng không cần đỡ mình nữa, cô ta liên tiếp đi vài bước, xác định vết thương ở thắt lưng đã hoàn toàn khỏi hẳn, lúc này mới lớn mật làm một động tác đá chân, Liễu Đan Thần kinh hỉ không thôi. Phùng Cảnh Lượng và đám người đó của viện kinh kịch đều nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, Phùng Cảnh Lượng cho rằng Trương Dương chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, không ngờ thằng cha này thật là có bản lĩnh, vừa ra tay liền trị khỏi bệnh đau thắt lưng cho Liễu Đan Thần. Vết thương ở thắt lưng Liễu Đan Thần khỏi hẳn, tâm tình cũng tốt lên, cô ta dùng phương thức hí kịch tặng Trương Dương vạn phúc rồi nói, đa tạ Trương đại nhân. Trương đại quan nhân nghe thấy giọng nói như chim hoàng oanh xuất gốc của cô ta thì trong lòng rung động, sự quyến rũ phong tình của Liễu Đan Thần này quả nhiên là trời sinh, một động tác tùy tiện cũng làm rung động tâm hồn như vậy. Cố Dưỡng Dưỡng nói, tôi không lừa cô chứ. Liễu Đan Thần cười nói, tôi cũng không nói là cô lừa tôi mà. Mọi người đều bật cười. Tiền Xuân Lâu khen tặng, bí thư Trương quả nhiên lợi hại, diệu thủ hồi xuân. Lúc này giọng nói của Tiết Vĩ Đồng từ xa xa vang lên, các anh không nhìn ra à, tam ca này của tôi chính là thích xoa bóp massage cho mỹ nữ, bàn tay này của hắn không phải là diệu thủ gì đâu, căn bản chính là tay lợn, rất thích chiếm tiện nghi của mỹ nữ. Trương đại quan nhân bị những lời này của Tiết Vĩ Đồng nói cho không ngờ đỏ mặt, cùng đỏ mặt với hắn còn có Liễu Đan Thần. Vị Tiết đại tiểu thư này nói chuyện cũng quá không để ý tới cảm thụ của người khác rồi. Trương đại quan nhân nói, em gái, anh đang hủy danh dự của anh đấy. Em hỏi Liễu tiểu thư thử đi, anh có hành động không an phận nào không? Liễu Đan Thần mặt đỏ bừng, điều này khiến cho cô ta không biết nên trả lời như thế nào. Vẫn là Phùng Cảnh Lượng đứng ra giải vây, Tiết gia thích nói đùa thôi, Tiết gia, tôi giới thiệu mấy vị danh giác của viện kinh kịch cho cô. Tiết Vĩ Nồng cười cười. Cô ta thực sự là đang nói đùa, có điều cô ta nói chuyện với người nhà thì còn chấp nhận được, đổi thành người ngoài thì thật sự có chút khó hiểu. Chương 1854, vai diễn Đao Mã 3. Tiền Xuân Lâu biết vị này là cháu gái của Tiết Lão, chính chủ tới rồi, lập tức mặt mày hớn hở, an bài lại mấy bài diễn ngày mai, khi nói đến màn Quế Anh đã phá thiên môn trận, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi Liễu Đan Thần bị thương, hắn nói với Liễu Đan Thần, tiểu Liễu, lưng cô không sao chứ? Ngày mai có thể biểu diễn được không? Liễu Đan Thần nói, không sao. Cô ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, y thuật của Trương Dương thực sự là rất lợi hại, vừa rồi rõ ràng thắt lưng bị chật đến độ không đi nổi, lúc này đã có thể hành động như thường. Lúc này ngoài cửa người tiến vào, chính là Lương Khang và Kiều Bằng Phi. Hai người có quan hệ không tồi với Tiết Vĩ Đồng, lần này tới đây là để hỗ trợ. Lương Khang trước đây đã từng phát sinh va chạm với Trương Dương. Tuy rằng quan hệ vẫn không được tốt lắm, nhưng có nhiều bằng hữu chung ở đây như vậy, hai người ngoài mặt cũng biểu hiện bình thường. Nhìn thấy Liễu Đan Thần, Lương Khang và Kiều Bằng Phi mắt đều sáng lên, Phùng Cảnh Lượng có câu nói không sai, gần đây Liễu Đan Thần vô cùng nổi danh trong giới thái tử ở Kinh Thành, không ít người đều thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô ta, thậm chí có người lặng lẽ đánh cuộc, lấy theo đuổi Liễu Đan Thần làm tiền đặt cược. Lương Khang đang muốn tiến lên bắt chuyện thì Kiều Bằng Phi đã đi tới. Mỉm cười nói, vị này không phải Liễu tiểu thư ư. Tại hạ là Kiều Bằng Phi, tôi là fan hâm mộ của cô. Liễu Đan Thần cười cười, gật đầu tỏ ý rồi không nói gì. Lương Khang nói, chúng ta đừng đứng ở chỗ này nữa, Cảnh Lượng, anh không phải muốn mời chúng tôi tới đây ăn cơm ư. Cùng đi ăn cơm đi. Phùng Cảnh Lượng nói, đúng vậy, chúng ta đi ăn cơm nào. Liễu tiểu thư, cùng đi nhé. Liễu Đan Thần lại nói, không được, chúng tôi ngày mai có diễn xuất. Còn phải làm quen với sân. Kiều Bằng Phi nói, thế cũng không thể không ăn cơm được. Liễu Đan Thần cười nói, thôi, tôi gần đây đang ăn kiêng. Nhìn thấy nhiều món ăn ngon như vậy, lại không thể không ăn thì đúng là khổ, viện trưởng Tiền, các anh đi đi. Tiền Xuân Lâu tuy rằng muốn đi, nhưng hắn cũng được coi là người từng trải, trong lòng minh bạch, người ta là mời Liễu Đan Thần. Với thân phận của mình vẫn không có tư cách cùng ngồi cùng ăn với đám thái tử gia này. Hắn cười nói, viện kinh kịch còn có việc, tôi phải trở về. Phùng Cảnh Lượng gật đầu, nhìn thấy người ta không muốn đi. Hắn cũng không tiện miễn cưỡng. Khi Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng cùng nhau chuẩn bị rời đi, lại nghe Liễu Đan Thần nói, bí thư Trương, xin dừng bước.
Trương đại quan nhân dừng chân, phát hiện Lương Khang, Phùng Cảnh Lượng, Kiều Bằng Phi ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn, Trương đại quan nhân không cần hỏi cũng biết trong lòng đám người này nghĩ gì. Đám người này khẳng định đang nghĩ, vì sao mỹ nữ đều coi trọng hắn, không nhìn ra hắn hơn mình ở chỗ nào. Trương Dương dừng chân, Kiều Bằng Phi ở phía sau ý vị thâm trường nói, Trương Dương, nhanh lên, mấy anh em đợi anh trong phòng. Liễu Đan Thần tới bên cạnh Trương Dương, nói khẽ, bí thư Trương, ngài vừa rồi nói xương sống của tôi xuất hiện vấn đề. Trương Dương nói, không sai. Nhưng tôi đã chụp X-quang trong bệnh viện, cũng đã làm CT, bác sĩ cũng không có nói nghiêm trọng như vậy. Trương Dương mỉm cười nói, bất kỳ tật bệnh gì cũng đều là dần dần nặng thêm. Ở thời kỳ đầu của bệnh có thể được chẩn đoán chính xác, như vậy trên đời này cũng sẽ không có bệnh chí mạng nào cả. Các hạng kiểm tra của y học hiện đại tuy rằng vô cùng tiên tiến, nhưng vẫn không đạt được trình độ có thể chẩn đoán bệnh biến chính xác 100% ở thời kỳ đầu. Loại biến hóa rất nhỏ của gân màng và xương cốt phải tích lũy đến trình độ nhất định mới có thể được dụng cụ kiểm tra đo lường phát hiện. Một đôi mắt đẹp của Liễu Đan Thần chớp chớp, nhìn ra được cô ta vẫn không hoàn toàn tin, thật ra đây cũng là chuyện bình thường. Trương đại quan nhân nói huyền diệu khó giải thích, ngay cả thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất cũng không phát hiện được bệnh biến. Hắn chỉ sờ soạng một chút là có thể biết được, đổi thành bất kỳ ai cũng sẽ sinh ra nghi hoặc. Trương Dương cười nói, tôi biết cách nói của mình hơi trống rỗng, Liễu tiểu thư. Chờ sau sinh nhật Tiết lão, chúng ta hẹn thời gian, tôi giúp cô trị liệu một chút. Liễu Đan Thần gật đầu. Trương Dương cũng không tiếp tục nhiều lời, cáo từ cô ta. Trương đại quan nhân vừa đi vào phòng liền nghe thấy Kiều Bằng Phi cảm thán nói, Trương Dương à Trương Dương, tôi uất lắm, sao cô nương xinh đẹp đều thích anh như vậy? Trương Dương cười cười ngồi xuống, đừng nói hưu nói vượt, tôi là tham thảo vấn đề y học cùng người ta. Tiết Phí Đồng nói chính sự đi, đừng nói chuyện tào lao nữa. Mấy người nhìn về phía Tiết Phí Đồng nói, mọi người giúp tôi hợp kế đi. Sáng mai tôi nên dùng phương thức như thế nào mới có thể khiến ông nội của tôi vui vẻ cao hứng? Cô Dưỡng Dưỡng nói, hay là tôi dạy cô làm thức ăn, tự tay nấu cho Tiết lão, ông ấy khẳng định sẽ cao hứng. Tiết Phí Đồng nói, tôi ngửi thấy mùi khói dầu là đau đầu. Phùng Cảnh Lượng nói, hai ngày nay cô bận trước bận sau, chỉ phần hiếu tâm này đã đủ để Tiết lão cao hứng rồi. Tiết Phí Đồng nói, thế vẫn không đủ. Lương Khang nói, tôi cho cô một chủ ý nhé. Tiết lão quan tâm nhất chính là trung thân đại sự của cô, hay là cô đột kích tìm một gã bạn trai, ngày mai đưa tới trước mặt Tiết lão để ông ấy chấm, Tiết lão khẳng định sẽ cao hứng. Tiết Phí Đồng trợn tròn hai mắt, hung tợn nói, Lương Khang, có tin tôi đấm anh thành mắt gấu mèo không? Kiều Bằng Phi nói đỡ, tôi cũng cảm thấy đề nghị của Lương Khang không tồi, chờ khi ông nội tôi mừng thọ, tôi cũng sẽ mang bạn gái về, nhất định phải khiến ông ấy thích. Tiết Phí Đồng nhìn chung quanh, tôi hiện tại mới phát hiện. Đám người này, không có một ai là người tốt cả. Trương đại quan nhân không vui, ê, bé con, nói kiểu gì thế? Em rất là thích một gậy đập tất cả nhé, bọn họ không ra gì thế nào không liên quan tới anh. Phùng Cảnh Lượng cười nói, anh bảo anh không ra gì, người không ra gì nhất chính là anh đó. Mấy người còn lại đều đồng ý. Trương Dương nói, thật ra tôi cũng có một đề nghị, nếu Tiết lão thích xem diễn thì chúng ta lên hát cho ông ấy một bài là được. Tiết Phí Đồng nói, em không hát đâu. Kiều Bằng Phi nói, tôi thấy được đó. Lương Khang nói, thế cũng không sao, kỳ thực mọi người đều chỉ mong được vui vẻ mà. Cô Dưỡng Dưỡng nói, em thấy hay là thế này, không phải có một loại gọi là song hoàng ư. Chỉ cần mặc trùm từ đầu đến chân, ở phía sau tìm người hát hộ là được mà. Trương Dương giơ ngón tay cái lên hướng về phía Dưỡng Dưỡng, được, em ngày mai mai hát, để Liễu Đan Thần ở phía sau hát đỡ cho em. Tiết Phí Đồng nói, em hát cái gì? Hoa đán thì không được đâu, vũ sinh thì còn may ra. Cô ta xắn tay áo, nói, kể ra thì lộn nhào đối với em cũng không có vấn đề. Cô Dưỡng Dưỡng nói, anh Trương Dương cũng không thành vấn đề. Trương đại quan nhân nói, em kéo anh vào làm gì? Có việc của anh à? Tiết Phí Đồng nói, đương nhiên là có việc của anh, ông nội của em chính là ông nội của anh, ai bảo anh kết bái với em, những lời vừa rồi của mọi người cũng nhắc nhở tôi. Ngày mai chúng ta lên diễn một màn đại náo thiên cung, tôi diễn Mỹ Hầu Vương, các anh đều hóa trang thành khỉ con. Lương Khang kháng nghị, Tiết gia, không được mắng người ta. Tiết Phí Đồng cũng cảm thấy hưng phấn vì kỳ tư diệu tưởng của mình, ha ha, cứ quyết định vậy đi, Kiều Bằng Phi, anh không phải là người của bát quái môn ư. Anh nhào lộn, tam ca, với võ công của anh thì khẳng định không thành vấn đề,
Lão Phùng và Lương Khang hai người đứng làm nền phía sau, chúng ta quyết định vậy đi. Phùng Cảnh Lượng nói, ngày đại hỷ, trình diễn đại náo thiên cung thì hình như không hay. Tiết Vĩ Đồng nói, không gọi là đại náo thiên cung, gọi là đàn khỉ mừng thọ, mau gọi viện trưởng tiền tới, xem ý tưởng của chúng ta có vấn đề gì không. Ánh mắt của cô ta chuyển hướng sang Cố Dưỡng Dưỡng. Cố Dưỡng Dưỡng nói, không có việc của tôi, sáng mai phụ trách làm Phật nhảy tường. Sau khi Tiền Xuân Lâu nghe nói tới chuyện này thì cảm giác đầu tiên chính là đám thái tử gia rất biết làm náo động, cho rằng biểu diễn kinh kịch là trò đùa à. Tùy tiện người nào cũng có thể lên sân khấu ư, muốn lên sân khấu diễn kịch, không có mấy năm công phu là không thể. Có điều Tiền Xuân Lâu cũng hiểu rõ, người ta cũng không phải là muốn hát hí khúc thật chỉ là muốn lên sân khấu làm náo nhiệt, chọc lão nhân ra vui thôi. Tiền Xuân Lâu chấp nhận ngay, muốn làm cho ra dáng thì phải bỏ công chút. Mấy người ăn xong cơm rất nhanh, tới trước sân khấu kịch, Tiền Xuân Lâu vẫn không đi đâu, Phùng Cảnh Lượng không khỏi nói, viện trưởng Tiền, anh không phải nói trở về có việc ư. Tiền Xuân Lâu cười nói, chuyện lớn đến mấy cũng không quan trọng bằng ở đây, tôi đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của anh nên gấp trở về ngay. Hắn cho Tiết Vĩ Đồng một đề nghị, Tiết Vĩ Đồng chỉ cần hóa trang, mặc trang phục và đạo cụ của Mỹ Hầu Vương. Cầm gậy đi trên sân khấu một vòng, chuyện khác thì do người của viện kinh kịch xử lý. Nhưng không ngờ yêu cầu của Thiết Vĩ Đồng rất cao, kiên trì muốn dùng đám huynh đệ tỉ muội của cô ta. Trương đại quan nhân xem như nhìn ra rồi, Thiết Vĩ Đồng đây là muốn dẫn mọi người ra pháp trường cùng nhau. Lương Khang nói, tôi không làm đâu, có điều đã có yêu cầu thì cho dù là bảo tôi diễn thân cây tôi cũng diễn. Phùng Cảnh Lượng phụ họa theo. Thiết Vĩ Đồng nói, Tam ca, anh Bằng Phi. Hai người các anh biểu diễn nhào lộn chắc không có vấn đề gì chứ. Trương Đại Quan Nhân và Kiều Bằng Phi nhìn nhau, hai người đều là cười khổ, xem ra lần này cần phải đóng vai khỉ rồi. Dưới yêu cầu nhất trí của mấy người, Trương Dương và Kiều Bằng Phi đi lên sân khấu kịch, Tiền Xuân Lâu tìm võ cho bọn họ, dạy họ bí quyết nhào lộn trên sân khấu kịch, vị đạo sư kia liên tục thể hiện mấy phương pháp nhào lộn, bảo Trương Dương và Kiều Bằng Phi luyện một lần, không nói đến Trương Đại Quan Nhân, cho dù Kiều Bằng Phi cũng tập võ từ nhỏ. Hai người nhào lộn rất đẹp, khi bọn họ nhào lộn như máy xay gió, vị võ sư kia nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, chờ hai người dừng lại mà mặt không đỏ tim không đập. Sư này thở dài, tôi không còn gì để dạy cả, may mà các anh không làm nghề này, nếu không thì đám võ sư chúng tôi đều thất nghiệp. Những lời này của hắn tuyệt không có thành phần thổi phồng. Tiền Xuân Lâu lúc này mới hiểu được người ta vì sao có gan lên đài biểu diễn, đám người này là có để khí. Hai người này nếu vào nghề này thì tuyệt đối có thể trở thành võ nhất lưu. Chương 1855, Quần Hầu Bái Thọ. 1. Kiều Bằng Phi vỗ vai Trương Dương nói, Trương Dương, tôi nghĩ rồi, chờ chúng ta qua 2 năm nữa, sẽ đi ra giang hồ làm xiếc. Nói tới nói lui, đám người này không có một ai đi giang hồ làm xiếc cả. Thọ yến của Tiết Lão dưới bầu không khí sung sướng được chính thức bắt đầu, mặc dù có rất nhiều nhân vật quan trọng vắng mặt. Nhưng mà dưới an bài của Tiết Thế Luân, tuyệt đối không xuất hiện cục diện tẻ ngắt. Tế lão được Tiết Thế Luân dẫn đến Tử Kim Các, đầu tiên thấy được mấy vị lão hữu của mình, Tiết lão nhanh chóng bước đến nắm tay hàn huyên bọn họ. Thuộc hạ cũ của Tiết lão cũng tới không ít, những người này đều đã từng được Tiết lão dẫn, như Cố Doãn Chi, như Hạng Thành, mà bây giờ bọn họ có rời khỏi sân khấu chính trị, có gần rời khỏi sân khấu lịch sử. Tiết lão hàn huyên từng người, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ. Tại vòng vây của mọi người đi vào Tử Kim Các. Người hữu tâm đã phát hiện, trong đám người ngày hôm nay đến đây cũng không có thân ảnh của phái hiện giữ thực quyền, với lực ảnh hưởng đã từng tại chính đàn của Tiết Lão, loại hiện tượng này có chút không tầm thường. Một người chỉ cần có kinh nghiệm ở trong quan trường qua, như vậy kinh nghiệm của hắn sẽ vì hắn đánh lên thân nhiều dấu vết, tư duy của hắn sẽ tiến hành hoạt động với phương thức đi của quan trường, thông qua hiện tượng trước mắt, đi suy đoán nguyên nhân phát sinh của loại hiện tượng này. Trương Đại Quan Nhân trong đám người thấy được Hạng Thành, cũng thấy được thị trưởng thành phố Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn theo sát bên cạnh của Hạng Thành, Tiết Lão và Hạng Thành nắm tay hàn huyên vài câu, đương nhiên cũng cùng Cung Hoàn Sơn thuận tiện nắm tay, nói chưa nói, cũng không phải Tiết Lão muốn tận lực vắng vẻ ông ta, mà là bởi vì người thật sự nhiều lắm, Tiết Lão không quản hết. Thọ Yến tối nay được tập trung tại Đại Đường, đây là đề nghị của Tiết Vĩ Đồng, nếu là Thọ Yến, phải làm cho vô cùng náo nhiệt. Tiết lão được an bài ngồi ở ghế thái sư ở giữa, mọi người luân phiên đi qua mừng thọ, Tiết lão cười đến vui vẻ. Tiết Thế Luân và đại ca cùng nhau quỳ xuống mừng thọ cho Tiết lão, sau đó là Tiêu Quốc Thành, gã là con nuôi của Tiết lão, trên lễ tiết không giống như con ruột.
Tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật, thế nhưng lễ vật cũng không mở tại chỗ, dù sao thọ yến ngày hôm nay không phải vì phản tranh. Bởi vì Chu Hưng Quốc không có đến đây, cho nên trong anh cả kết bái của Tiết Vĩ Đồng, chỉ có Trương Dương và Từ Kiến Cơ tiến lên đi dập đầu, Tiết Lão cười nói, không cần đại lễ như vậy, đều là niên đại gì rồi. Trương Dương nói, ngài không cho chúng tôi hành lễ là không coi chúng tôi là người trong nhà. Tiết Lão cười nói, được, 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 vậy dập đầu mạnh một chút, làm đầu nứt ra mới có vẻ thành tâm. Tất cả mọi người nở nụ cười theo. Trương Dương và Từ Kiến Cơ dập đầu xong, đi ra, Từ Kiến Cơ thấp giọng nói, trong nhà đại ca hình như không ai đến đây. Trương Dương lúc này mới lưu ý đến Chu gia không ai đến đây, đừng nói là Chu gia, ngày hôm nay Kiều gia cũng không có người tới. Kiều Bằng Phi tối hôm qua còn hiện ra, nhưng ngày hôm nay cũng không thấy cái bóng, Trương Dương mờ mờ ảo ảo cảm giác được chuyện này tựa như có chút kỳ quái. Hắn thấp giọng nói, chú Tử cũng không tới. Từ Kiến Cơ cười khổ nói, có một số việc là chúng ta xem không hiểu. Văn phó tổng lý cũng không tới. Lúc này bên ngoài một trận gây rối, cũng tới một vị đại nhân vật, phó tổng lý quốc vụ viện Phó Hiến Lương. Phó Hiến Lương đến có thể nói là quan lớn đệ nhất cho tới bây giờ. Bất quá mặc dù là ông ta, Tiết Lão cũng không cần phải đứng dậy đón chào. Tiết Thế Luân tươi cười rạng rỡ mời Phó Hiến Lương đến, Phó Hiến Lương đầu tiên hướng Tiết Lão mừng thọ. Trương Dương vẫn là lần đầu tiên gần gũi quan sát vị Phó Tổng Lý này, Phó Hiến Lương còn gầy hơn so với trên TV, mang theo khuôn mặt đen. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, có vẻ vô cùng bình dị gần gũi, ông ta nổi danh với tác phong thân dân, vẫn điệu thấp xử sự. Bất quá gần đây tiếng hô của ông ta càng ngày càng cao, mờ mờ ảo ảo đã có ý chống lại Văn Quốc Quyền, như vô ý, người đứng đầu của giới chính phủ đã sản sinh giữa hắn và Văn Quốc Quyền. Từ Kiến Cơ thấp giọng nói, kỳ quái, lão phó hẳn là của Kiều lão bên kia. Trương Dương cười nói, mặc luận quốc sự, mặc luận chính sự, mục đích chúng ta ngày hôm nay tới cũng là sống phóng túng, chuyện khác không quan hệ với chúng tôi. Lúc này Tiết Vĩ Đồng đã đi tới, vốn đang cười hì hì. Thế nhưng lúc chuyển hướng hai người bọn họ, mặt nhất thời nhăn lên, Kiều Bằng Phi không tới, hắn nói trẹo chân. Đại hỗn đại không nghĩa khí, Tiết Vĩ Đồng hiển nhiên là giận, mở mồm thì mắng. Trương Dương nhanh chóng kéo cô ấy, tôi nói em gái này, ngày đại hỉ, chúng ta có thể đừng nóng giận không? Tiết Vĩ Đồng nói, em từ đầu đã nhịn rồi, hắn cho rằng mình rất giỏi hả? Với lão Kiều bọn họ rất giỏi hả? Ông nội em mừng thọ, bọn họ ngay cả chút mặt mũi cũng không cho em. Trương Dương nói, em gái, đừng nóng giận, giận dễ giả lắm. Tiết Vĩ Đồng nói, còn không tức giận, nếu là anh có tức giận không hả? Bình thường đều kêu em gái, thời khắc mấu chốt không có một tư thế, đám người này sau này một người em cũng đều không nhận, ai cầu ai. Không cần. Từ Kiến Cơ cũng khuyên nhủ, Vĩ Đồng, nhiều khách như vậy, em ngàn vạn lần đừng nóng giận, em tức giận là nhục nhã đó. Tiết Vĩ Đồng trừng mắt liếc hắn nói, tôi không tức giận cũng nhục nhã. Tôi hiện tại rốt cuộc rõ ràng, tôi bị các người chơi rồi. Trương Dương nói, bọn anh cũng không đắc tội em, cho dù trong lòng em khó chịu, chờ thọ yến hôm nay xong xuôi rồi mắng, khiến cho Tiết Lão thấy không tốt. Tiết Vĩ Đồng lúc này mới ngăn chặn cơn tức, viện trưởng kinh kịch viện Tiền Xuân Lâu vội vã đi tới, thấy mấy người bọn họ còn đứng ở chỗ này, ông không khỏi kêu khổ nói các người còn ở chỗ này. Không phải nói mở màn muốn làm một quần hầu bái thọ sao? Nhanh chóng đi hóa trang đi. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi hầu như đã quên. Từ Kiến Cơ nói, các người đi, tôi ở chỗ này phụ trách bắt chuyện. Tiết Vĩ Đồng nói, anh không đi hả? Từ Kiến Cơ cười nói, anh không. Không, một không biết nhào lộn, hai không biết hát, vẫn là ở chỗ này bắt chuyện bạn bè tốt hơn. Lúc đầu có Trương Dương và Kiều Bằng Phi phụ trách nhào lộn, Kiều Bằng Phi không đến, chỉ còn lại có Trương Dương một người, cái này không tính là vấn đề quá lớn. Tiền Xuân Lâu đến lúc đó tìm một gã võ sư, lúc đầu cũng phái vài tên võ sư đến giúp đỡ rồi. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng đi tới hậu trường, một người hóa trang mặt khỉ đi tới hướng bọn họ, nhếch miệng cười cười, Trương Dương thật vất vả mới nhận ra thằng nhãi này là Lương Khang, không nhìn kỹ thật đúng là không nhận ra được. Tiết Vĩ Đồng trong lòng nói vẫn là Lương Khang bạn chí cốt, không nhịn được liếc Trương Dương, một bên còn có một người hóa trang mặt khỉ đứng lên. Nhe răng nhếch miệng giả dạng hầu tử gãi gãi trên người Trương Dương, Tiết Vĩ Đồng đưa tay ra, cười nói, tiểu viên tử, cậu cho rằng vẻ mặt khỉ là tôi không nhận ra được. Thì ra tên nhóc này là Viên Tân Quân. Trương Dương cười nói, đúng là tôi không nhận ra được. Tiết Vĩ Đồng đi một bên hóa trang, cô ấy ngày hôm nay muốn sắm vai Mỹ Hầu Vương, vẽ mặt phức tạp hơn người khác,
Trương Dương hướng Viên Tân Quân nói, mấy ngày nay sao không gặp cậu? Viên Tân Quân nói, tôi ngày hôm qua ban đêm mới từ Hasa bay trở về, chính là vì tham gia thọ yến của Tiết Lão, ba mẹ tôi đều đến đây. Trương Dương nói, bảo Ngưu Hiệp của cậu làm thế nào rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền